Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 321. Tả Quang Tổ cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, cậu Mục có chuyện, vậy thì đi làm đi. Chỉ là, Lan Hữu vội vàng khom người, ông Tả cứ yên tâm, đến lúc đó, tôi nhất định đến. Sau đó, Lan Hữu rời đi. Ra khỏi nhà họ Tả, Lan Hữu lập tức lên một chiếc xe. Nhanh, rời khỏi Thanh Thiền, lập tức quay về phương Bắc. Tả Quang Tổ tất nhiên là không biết Lan Hữu sẽ một đi không trở lại, lúc này, ông ta còn đang đắm chìm trong suy tư báo thù. Trông chờ Giang Hải sẽ chết một cách thê thảm. Tôi nhất định phải đem Giang Hải đến trước mộ của con trai tôi, bắt gã ta quỳ chết ở đó. Anh Tuyệt Hậu, võ sĩ nước Nhật có phải đã chuẩn bị ổn thỏa rồi không? Tuyệt Hậu cười gian, anh Tả, hôm nay, cho dù cậu ta có mọc cánh, cũng không thể thoát khỏi Thanh Thiền. Trừ phi, kha kha. Trừ phi cậu ta không dám tới. Tin tức đã truyền đến, xe của Giang Hải đang trên đường đến, đang chui đầu vào Thiên La Địa Võng mà nhà họ Tả đã bố trí sẵn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách thời gian ra tay đã định càng ngày càng gần. Tả Quang Tổ gọi Lưu Tam tới, các cậu mang người đứng vào vị trí đã định, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nếu như, võ sĩ nước Nhật không khống chế được Giang Hải, thì đành phải trông chờ vào các cậu rồi. Dáng người Lưu Tam cao mảnh, gầy giống như là một cây đay khô, khuôn mặt ngăm đen, đồng tử trong đôi mắt sáng ngời lộ ra tia hung ác dọa người. Ông chủ cứ yên tâm, không chỉ là Giang Hải, tôi sẽ còn chặt đầu của cửu tứ xuống cho ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tả Quang Tổ gật gật đầu, từ từ đứng dậy, lấy một thanh kiếm đang treo trên bức tường bên cạnh xuống. Chỉ cần bắt sống Giang Hải, còn người từ thành phố Giang Tư tới, một người cũng không được giữ lại. Giết hết ném cho chó ăn. Tả Bưu khi còn sống rất thích nuôi chó, hơn nữa thích nhất là loại chó cỡ lớn sinh ra tính tình đã hung hãn. Từ lúc Tả Bưu chết thảm, đám chó này đến một giọt nước cũng chưa được uống, Tả Quang Tổ đang đợi, đợi Giang Hải đem người tới, làm bữa ăn cho đám chó này. Thị trấn Hoài, trước đây là một thị trấn hưng thịnh nhất một thời. Chỉ là, mấy năm gần đây, dân cư tan tác, chẳng có mấy gia tộc. Người ở lại, hầu như đều là người ở lại trông coi mộ phần cho nhà họ Tả. Bởi vì ở đây, chính là chỗ chôn cất tổ tiên nhà họ Tả. Tả Quang Tổ chính là muốn tự tay đâm Giang Hải ở trước mặt tổ tiên của ông ta, cũng là để cho đứa con trai còn chưa kịp trưởng thành đã chết kia nhìn thấy, thù của cậu ta, đã báo được rồi. Ngoài thị trấn, trên một bãi đất trống, có mấy chiếc xe dừng lại. Trên ngọn cây cách đó không xa, cũng treo đèn sáng. Bãi đất trống, sáng như ban ngày. Tả Quang Tổ đứng ở giữa, sắc mặt u ám tới cực điểm, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cuối con đường. Một chiếc xe càng ngày càng tiến gần, lại rọi đèn pha, chiếu vào mặt tất cả mọi người, cực kỳ chói mắt. Ấn đường Tả Quang Tổ nhảy dựng, dường như là đã nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Giang Hải. Ông chủ, người của Lan Hữu, đến giờ vẫn chưa tới. Bên cạnh, một người cẩn thận nhắc nhở, Lan Hữu, đã mang 5-6 cổ võ giả đến, đây là một lực lượng không thể khinh thường được. Những người này có tới hay không, vô cùng quan trọng. Giờ phút này, Tả Quang Tổ đã bị thù hận che mờ đi trí óc, hừ lạnh một tiếng, đến thì đến, không đến thì thôi. Chờ giết chết Giang Hải xong, chúng ta tiện thể nắm giữ luôn tập đoàn Uyển Như. Có bỏ ra, mới có hồi báo, Lan Hữu muốn có được tập đoàn Uyển Như, người của anh ta không đến, vậy thì, tập đoàn Uyển Như cũng sẽ chẳng còn liên quan gì đến Lan Hữu nữa. Tập đoàn Uyển Như hiện giờ, có lượng lớn kỹ thuật tiên tiến, không ít người vì nó mà thèm nhỏ dãi. Tôi tại sao cứ cảm thấy có cái gì đấy không đúng lắm? Cậu sợ rồi, Tả Quang Tổ trợn mắt, lớn tiếng chất vấn. Sợ chết, thì có thể cút. Gia chủ, tôi tất nhiên không có ý đó. Chỉ là... Tả Quang Tổ nghiến răng nghiến lợi, đừng nhiều lời, quan trọng nhất bây giờ, là giết chết Giang Hải. Giang Hải không chết, nhà họ Tả sẽ gặp phải đại họa. Nhà họ Tả, toàn bộ cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Nhiều năm như vậy, Tả Quang Tổ vẫn che giấu thực lực bản thân, đối với bên ngoài, đến cả 4 tên đàn em cũng không có ai biết được, thực lực thật sự của bọn họ. Vì để giết chết Giang Hải, Tả Quang Tổ không thể quản được nhiều như vậy nữa, một khi lộ ra thân phận cổ võ giả, ắt sẽ phải chịu rất nhiều ánh mắt đối địch. Cửu tứ đã phản bội rồi, ngoại trừ Nhất Thôn, Vương Nhị và Lưu Tam gia, có rất nhiều người nhà họ Tả không biết. Còn có 5 người nữa có thực lực còn mạnh hơn đang ẩn nấp. Tam Hổ, Nhị Long. Bọn họ, cụ thể gọi là gì, người ngoài lại càng không biết.
có thế lực như vậy, lại liên hợp với võ sĩ nước Nhật, cũng khó trách, nhà họ Tả lại dám cả gan mưu đồ chế ngự toàn bộ Thanh Thiền, tự xưng vương xây dựng căn cứ. Phải biết rằng, cho dù là gia tộc giàu có ở phương Bắc, cũng ít có được sự bảo hộ của cổ võ giả. Chỉ là, Tả Quang Tổ có nằm mơ cũng không ngờ tới, ngay khi bọn họ tiến hành bước cuối cùng, thì lại lòi ra giang hải, khiến cho kế hoạch của nhà họ Tả hoàn toàn bị đảo lộn. Hơn 10 chiếc xe, xếp thành một hàng, chậm rãi dừng lại. Một người xuống xe, mở cánh cửa sau xe. Trên xe, một người mặc áo đen bước xuống, đèn xe chói mắt, không ai có thể nhìn rõ mặt của người này. Giang Hải. Tả Quang Tổ nghiến răng phát ra hai chữ này. Tất cả mọi người xuống xe, người mặc áo đen đứng ở giữa, chậm rãi nâng tay. Không ngờ, mày thật sự dám đến, nếu đã đến rồi, vậy thì để cái mạng lại đây, chôn cùng con trai tao đi. Tả Quang Tổ lớn tiếng hét. Tả Bưu, là tôi giết. Lúc này, cách đó không xa, truyền đến một giọng nói, Cửu Tứ đeo đôi giày ra, bước chân bình thản, chậm rãi tiến gần. Mày, Tả Quang Tổ hừ lạnh, vậy mày, chết trước đi. Tả Thành, cũng là tôi giết đấy. Cửu Tứ nhếch miệng cười lạnh, lộ ra một hàm răng trắng tinh dọa người, ánh mắt sáng lấp lánh, vô cùng dữ tợn. Tả Quang Tổ toàn thân run rẩy, hàm răng nghiến kéo kẹt hỗn loạn. Tả Quang Tổ, ông có hối hận có ngày hôm nay không? Cửu Tứ không hề vội vàng ra tay, kẻ thù ở ngay trước mắt, chết muộn vài phút, cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng, người mặc áo đen đứng ở trung tâm kia, trước sau một từ cũng không nói, càng không có ý muốn phát động tấn công. Tao chỉ hối hận năm đó không đích thân làm thịt mày. Tả Quang Tổ hằn giọng chế giễu, mày còn kém xa con mẹ đê tiện của mày, nhà họ Tả coi mày như con chó, nuôi mày bao nhiêu năm nay, mày không ngờ đến nhỉ, năm đó, chính là tao đích thân giết chết con mẹ vô dụng của mày đấy. Được lắm, rất tốt, Cửu Tứ chậm rãi rút dao ra, chĩa vào Tả Quang Tổ phía xa, mọi ân oán, hôm nay, đều chấm dứt hết đi. Xem kỹ đối phương, trong lòng Tả Quang Tổ cũng đang toan tính. Ông ta không ngờ tới, thế lực của Giang Hải, thế mà lại lớn như vậy, những người tới đây, ai nấy đều có thực lực không tầm thường. Nhìn về phía cuối con đường, ở đó, lại xuất hiện ánh sáng. Mấy chiếc xe phi tới. Trên mặt Tả Quang Tổ, lộ ra điệu cười dữ tợn. Dùng cầm hếch hếch, viện binh của tao, tới rồi. Bọn mày bây giờ quỳ xuống đầu hàng, vẫn còn kịp đấy. Nhà họ Tả bọn tao ngày trước không thù ngày nay không hận, bây giờ rời đi. Nhà họ Tả tuyệt đối không truy cứu. Đám người Cửu Tứ chậm rãi lùi ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Tả Quang Tổ, vậy mà lại tránh đường. Khi một chiếc xe dừng lại ở trước mặt đám người, cửa xe mở ra, vậy mà lại là một ông lão quần áo rách dưới tả tơi đi xuống. Ông là ai? Tả Quang Tổ híp mắt, người này thình lình xuất hiện, khiến trong lòng ông ta có hơi sợ hãi. Người này, cũng không giống với cao thủ mà Lan Hữu đem tới. Tại sao lại không giống? Tả Quang Tổ cũng không biết, chỉ là trực giác. Ông lão có khuôn mặt hốc hác tiều tụy ở trước mắt này, quần áo tả tơi, khiến cho ông ta cảm thấy một loại nguy hiểm, thậm chí, còn có chút sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Tôi, ha ha, tên của tôi, không đáng nhắc đến. Ông lão khoát khoát tay, nhưng lại cười, quay đầu, nhìn về phía chiếc xe đằng sau. Còn không xuống xe. Trên xe, có 5 người bước xuống, ai nấy đều như vô cùng đau đớn, vẻ mặt như đưa đám. Hơn nữa, 5 người này, mặt mũi bầm dập, trên người bọn họ, đều tỏa ra một loại khí chất không giống người thường, vậy mà lại là cao thủ cổ võ. Các người đến Thanh Thiền, rốt cuộc là muốn làm gì? Mấy vấn đề này, ông cụ tất nhiên đã hỏi qua rồi, sở dĩ hỏi lại, chính là để cho Tả Quang Tổ nghe. Là Lan Hữu mời chúng tôi. Một người lắp ba lắp bắp, dè dặt trả lời. Ông cụ gật gật đầu, Tô Đại tôi là làm cái gì, các người còn nhớ rõ chứ? Tô Đại là ai? Đồng tử Tả Quang Tổ đột nhiên co rút lại, bỗng nhiên nghĩ đến vị kia ở phương Bắc. Tô Đại nhà họ Tô cổ võ thế gia, phụ trách an ninh trật tự phương Bắc, quản giáo cổ võ giả ảnh hưởng đến sự cân đối lợi ích của phương Đông. Nếu có cổ võ giả động thủ đối với người thường, không có lý do thoát tội, sẽ có Tô Đại đích thân ra tay tiến hành trừng phạt. Tô Đại đại diện cho cổ võ thế gia, cũng đại biểu cho hội phán xử cổ võ. Lúc này, cho dù Tả Quang Tổ là tên ngốc, cũng có thể nhìn ra, 5 người mặt mũi bầm dập kia, chính là cao thủ cổ võ mà ông ta vẫn đang đợi. Trái tim, đột nhiên trầm đến đáy vực, có Tô Đại can thiệp, cho dù đợi cổ võ giả thế gia ở Tây Cảnh can thiệp,
ông ta muốn lấy cái mạng nhỏ của Giang Hải, cũng khó như lên trời. Tô Đại nhìn Tả Quang Tổ, nhà họ Tả, có cần giải thích gì không? Tả Quang Tổ trầm ngâm không nói, trong lòng, thật sự không phục. Ngàn vạn lần không ngờ tới, Giang Hải vậy mà lại chuyển đi hết cổ võ thế gia, nếu như, cao thủ cổ võ ra tay ở đây, tất cả đều sẽ bị Tô Đại uốn nắn một phen, nhẹ thì phế bỏ tay chân, nặng thì bỏ mệnh. Nhưng, Tả Quang Tổ vẫn không chịu khuất phục mà ngẩng đầu, ông Tô, cổ võ giả vẫn chưa ra tay. Ồ, chưa ra tay, vậy tôi không xen vào. Tô Đại đồng tình gật đầu. Ánh mắt nhìn Tả Quang Tổ, lại mang theo đầy hàn ý. Nhưng, tôi sẽ chỉ vì chút chuyện này, mà từ phương Bắc ngàn dặm xa xôi chạy tới. Các người thật sự cho là, những việc bẩn thỉu mà nhà họ Tả làm ra, không ai biết sao. Việc bẩn thỉu. Tả Quang Tổ nhất thời nghẹn họng. Nói đến việc bẩn thỉu, nhà họ Tả làm quá nhiều rồi. Những năm này, ẩn giấu thân phận cổ võ giả, dẫm đạp dưới chân vô số đối thủ. Nếu thật sự bàn đến, Tô Đại giết nhà họ Tả 10 lần cũng không hết tội. Hôm nay đến đây, chỉ cần là chuyện cổ võ giả, cổ võ thế gia ở Tây Cảnh đều phải quản. Mà Tô Đại, chính là người chấp pháp. Xem ra, nhà họ Tả có chết cũng không đền hết tội rồi. Khoát khoát tay. Tô Đại quay đầu hướng về phía người mặc áo đen, hơi hơi khom người, quay người rời đi. Nhẹ nhàng nói với năm người mặt mũi bầm dập một câu. Lập công chuộc tội, nhưng không cho phép tham dự tranh đấu cá nhân. Mấy người hai mắt sáng lên, đây là nói rõ, Tô Đại bỏ qua cho bọn họ. Không nói hai lời, năm người đồng thời nhìn về một phía. Trong bóng tối, ẩn náu hơn 20 người, võ sĩ nước Nhật. Quỷ nước Nhật, chịu chết đi. Trong bóng đêm, không có động tĩnh gì, võ sĩ nước Nhật am hiểu nhất chính là ẩn thân đánh lén. Đến giờ phút này, Tả Quang Tổ mới đột nhiên hiểu được, tại sao Tô Đại lại đích thân đến Thanh Thiền. Nước Nhật với phương Đông, là kẻ thù truyền kiếp không thể hòa giải được. Võ sĩ nước Nhật nhập cảnh, chỉ có một kết quả, đó là toàn bộ giết sạch. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tả Quang Tổ biết, bản thân đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Cuối cùng cũng hiểu được. Tại sao Giang Hải lại muốn đối địch với nhà họ Tả? Nhưng, chuyện đến nước này, nhà họ Tả, còn có đường lui sao? Tất cả người ở đây, tất cả đều sẽ không bỏ qua cho người thông đồng với địch bán nước. Nhà họ Tả, đã trở thành mục tiêu công kích. Ông Tả, ông cũng coi như là người có chí có dũng, tôi sẽ không là nhục ông, tự sát đi. Giọng nói hùng hồn của người mặc áo đen vọng vào tai Tả Quang Tổ. Đồng tử Tả Quang Tổ co rút kịch liệt, là ông. Giang Hải đâu? Chương 322. Trong rừng cây nhỏ, lập tức truyền đến tiếng chém giết, mà xung quanh, lúc này đèn lại sáng rực lên. Toàn bộ thị trấn Hoài đều bị bao vây, cho dù là ai, cũng định sẵn là sẽ phải chết. Mặt Tả Quang Tổ xám như cho tàn, hai mắt trở nên đờ đẫn. Xem ra, đây là định mệnh. Ngửa mặt lên trời thở dài, nhà họ Tả ở Thanh Thiền một tay che trời, cứ như vậy mà tiêu tan rồi. Thế sự vô thường. Vận mệnh khó lường. Không, có nhân mới có quả. Người mặc áo đen chậm rãi tiến lên trước. Ở phương Đông, nếu ông cho rằng ánh trăng ở nơi khác tròn hơn, có thể rời khỏi đây. Nhưng, ông không thể ăn cơm ở phương Đông, lại cắn người ở phương Đông. Nhất là, cấu kết với giặc ngoài, điểm này, mới là lý do khiến nhà họ Tả bị diệt. Người mặc áo đen chậm rãi tháo áo choàng trên đỉnh đầu xuống. Hoành Độ Dương, thật không ngờ. Giang Hải vậy mà lại là con chó của hoàng tộc. Hoành Độ Dương chậm chậm lắc đầu, chế nhạo nói, ông sai rồi, đế vương, trước nay đều không nghe lệnh bất kỳ ai. Đế vương, xưng hô xa lạ như vậy, nhưng, Tả Quang Tổ nghe lại cảm thấy hơi quen thuộc. Đột nhiên trong nháy mắt, hai tròng mắt ảm đạm của Tả Quang Tổ lóe lên tia sợ hãi. Ông nói, Giang Hải, là, đúng vậy, ông có thể an tâm mà chết rồi. Hoành Độ Dương ném ra một con dao găm, tự kết liễu một cách thống khoái đi, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng tôi có thể giữ lại cho ông. Trong nháy mắt Tả Quang Tổ khắp người vô lực, lảo đảo suýt chút nữa ngã sập xuống. Giơ tay, mạnh mẽ mà tát chính mình một cái. Bản thân, vậy mà lại làm địch với đế vương. Phút chốc này, Tả Quang Tổ đột nhiên hiểu ra, thời khắc mà Giang Hải xuất hiện ở biệt thự của Tả Thành kia, vận mệnh của nhà họ Tả, đã được định đoạt rồi. Có thể. Tha cho người nhà họ Tả không? Tả Quang Tổ ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin, nhìn bóng lưng Hoành Độ Dương. Đây, không phải là phong cách của tôi.
càng không phải phong cách của cậu ấy. Hoành Độ Dương đưa lưng về phía Tả Quang Tổ, ông ta đang đợi, đợi Tả Quang Tổ tự giác kết liễu bản thân. Khóe miệng Tả Quang Tổ giật giật, vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng. Nếu đã như vậy, tại sao tôi không thử liều một phen chứ? Từ từ xoay người, đối mặt với người nhà họ Tả. Ông ta nhìn thấy đám người Vương Nhị đang sợ hãi. Ông ta cũng nhìn thấy Tam Hổ, Nhị Long. Ông ta còn nhìn thấy, mấy người con cháu nhà họ Tả. Đối mặt với sự nghiền áp cùng cực của đối thủ, bọn họ, không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Cho dù phải chết, cũng phải kéo theo một cái đêm lưng theo cùng. Giơ tay lên, lạnh lùng hét lớn, giết! Giết! Sự điên cuồng cuối cùng, tất cả người đều quyết chiến sống còn. Tiếng chém giết động trời. Bên trong rừng cây nhỏ, chiến đấu đã gần kết thúc. Thỉnh thoảng từ trong rừng cây lại ném ra vài thi thể không hoàn chỉnh, võ sĩ nước Nhật, đang bị tiêu diệt từng người một. Có thể nghe loáng thoáng, tiếng hét tuyệt vọng của Tuyệt Hậu. Tuyệt Hậu, thật sự Tuyệt Hậu rồi. Ông đúng thật là, mặt đen không biết xấu hổ. Trong giọng nói hùng hậu của Hoành Độ Dương, lộ ra sự tức giận. Ngay sau đó, Hoành Độ Dương biến mất khỏi chỗ cũ, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Tả Quang Tổ. Nhanh! Quá nhanh rồi! Tả Quang Tổ chỉ cảm thấy bản thân bị hoa mắt, gương mặt lạnh lùng của Hoành Độ Dương, đã đến gần trong gang tấc. Thậm chí, Hoành Độ Dương còn nhanh đến nỗi làm cho người ta không nhìn thấy hình bóng, giống như là di chuyển trong nháy mắt vậy. Ông vậy mà! Thật sự tưởng rằng nhà họ Tả kêu gọi một vài thế lực địa phương, tập hợp một vài cổ võ giả trả ra gì, là có thể cắt đất xưng vương sao? Nhà họ Tả, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, bầu trời trên thế giới này, không chỉ nhỏ giống như là ông nghĩ đâu. Chậm chậm nâng tay, bóp chặt lấy cổ Tả Quang Tổ. Tôi vốn định cho ông cơ hội tự mình giải thoát, nhưng ông lại cứ lựa chọn chọc giận tôi, hậu quả này, thành quỷ ông cũng sẽ phải hối hận. Vô liêm sỉ, giận dữ gầm lên, buông ra chủ ra. Nhị Long ra tay trước tiên, thẳng bắt lấy Hoành Độ Dương. Mà Hoành Độ Dương không nhúc nhích, giống như là không hề hấn gì, lực trong tay dần dần gia tăng, trong ánh mắt của Tả Quang Tổ, lộ ra tuyệt vọng. Ông ta muốn phản kháng, nhưng, Hoành Độ Dương chỉ dùng một bàn tay, mà ông ta đã không thể thở nổi rồi. Thậm chí, đến làm vẻ mặt cầu xin tha thứ cũng không làm được. Nhị Long lại xuất ra một nắm đấm, cắn chặt răng, một nắm đấm này, dùng toàn bộ sức lực, có đi không về. Cho dù phải liều mạng, bọn họ cũng phải cứu Tả Quang Tổ. Hai tiếng vang lớn, lực xuyên thấu đến đáng sợ, trực tiếp để lại hai hố thật sâu trên cơ thể, sức mạnh của nắm đấm khiến gân cốt nứt từng khúc. Nhưng, không như mong muốn, trong chớp mắt đánh chúng kia, Nhị Long mới phát hiện. Người mà bọn họ đánh chúng, không phải Hoành Độ Dương. Không biết từ khi nào, Hoành Độ Dương đã dùng Tả Quang Tổ chắn ở trước mặt, hai nắm đấm của Nhị Long, toàn bộ đều trúng vào người Tả Quang Tổ. Động tác của Hoành Độ Dương, nhanh như chớp, hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Bọn họ, chính là cổ võ giả chân chính, thật không ngờ, vậy mà lại hoàn toàn bị người nghiền ép. Không, đây đã không còn gọi là nghiền ép nữa, mà là đùa bỡn. Hoành Độ Dương hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ trong nháy mắt, nhưng, lại cố tình chơi trò mèo vờn chuột, tùy ý đùa giỡn. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn đó của các người, cũng muốn đối đầu với cậu ấy. Nực cười. Thành phố Giang Tư, một con thuyền đi vòng vèo rồi lại quay về cảng, giữa biển cả, chứa đầy tàu chở container nhổ neo khởi hành ra khơi. Con thuyền chở hàng này vốn sẽ không đi qua thành phố Giang Tư cũng không có cảng nào có thể cho tàu lớn như vậy cập bến. Chẳng qua, làm đế vương, Giang Hải tất nhiên sẽ có cách để lên xuống mấy người. Ai cũng không ngờ tới, lần này, bản thân đế vương, sẽ lên thuyền đi đến nước Nhật. Anh khoác lên chiếc áo dạ dài, che gần hết cả cơ thể. Lên thuyền, thông qua vòng soát người, xác định không có vũ khí, đi theo người dẫn đường chui vào một cái thùng đựng hàng. Mở ra một cái cửa sổ trên trần nhà, nhảy xuống, đi vào bên trong tàu hàng. Dưới đáy tàu hàng, có một tầng không gian rộng rãi, ở đây, tập hợp tất cả loại người nhập cư trái phép. Có người lẻn vào nước Nhật đi làm thuê kiếm tiền. Có người buôn lậu. Có kẻ buôn người, mang theo mấy người con gái ánh mắt đờ đẫn, gióng trống khua chiêng bán đêm đầu tiên của họ. Càng là có người, vẫn luôn ở trên thuyền hàng, xông ngay tại khoang thuyền giống như hang chuột để kiếm ăn. Ở trong đây, không có quy tắc, làm cái gì cũng được. Chủ tàu chỉ quan tâm cho tàu chạy đến nước Nhật,
còn việc khi xuống thuyền còn lại bao nhiêu người thì chẳng ai để ý. Lên thuyền, sẽ phải tuân theo quy tắc trên thuyền. Cả khoang thuyền đều giống như một nhà xưởng bỏ hoang chẳng ai ngó ngàng, người ở đây, đều có gương mặt trông rất chi là hung ác, chẳng phải loại người lương thiện gì. Giang Hải tìm một gót xê xê không có ai ngồi xuống, dùng áo khoác rộng thùng thình che kín toàn thân. Này, người anh em! Chẳng bao lâu, người đầu tiên đến bắt chuyện xuất hiện, một tên quái đản đá Giang Hải một cước. Chỗ tôi có hàng tốt, độ tinh khiết cực cao, có muốn làm chút không? Giang Hải tháo áo choàng xuống, chỉ để lộ ra một con mắt. Trên mặt tên quỷ xấu xa này, đầy những vết thương màu đỏ ghê rợn, ghê tởm đến mức khiến người khác buồn nôn. Mà trong tay, đang cầm một túi bột màu trắng nhỏ. Cút! Từ sâu trong cổ họng, truyền ra một tiếng giễu cợt lạnh lẽo. Trong thế giới của kẻ ác, thái độ tốt đồng nghĩa với dễ ức hiếp. Người càng tà ác, sẽ càng an toàn. Ngay cả tên quỷ xấu xa trước mắt này, rất rõ ràng là quanh năm lăn lộn trong hoàn cảnh này. Loại người này, có hôm nay không có ngày mai, sảng khoái được ngày nào hay ngày đó, bởi vậy, bọn họ mới chính là kẻ liều mạng. Bởi vì mạng của họ, sớm đã rẻ như rơm rác. Không ngoài dự liệu, tên quỷ xấu xa này là bị nhiễm HIV, hơn nữa còn đã đến giai đoạn cuối rồi. Tuy rằng loại bệnh này là lây qua đường máu, nhưng ai thấy cũng sẽ tránh ra xa xa. Không thích à, tên kia cũng không tức giận, liếc trái liếc phải vài lần cứ như kẻ trộm, từ trong ngực, lấy ra một đồ vật tin về nước Nhật, muốn không? Ấn đường Giang Hải hơi động, không ngờ, một con chuột nhỏ không chính thống như vậy. Vậy mà có bản lĩnh mua bán tin tức. Tin gì, nhìn tên quỷ xấu xa bằng ánh mắt cảnh cáo, khoát khoát tay, ý bảo gã ta tránh xa ra chút. Thấy Giang Hải có hứng thú, gã ta nhếch mép mờ ám, lộ ra một hàng răng trắng, nhưng, lại rơm rớm máu, vẫn ghê tởm như cũ. Giá cả cũng không rẻ đâu. Tên này thế mà lại càng sán lại gần. Giang Hải không kiềm được nguôi thẳng dậy, tuy rằng Giang Hải cũng khá thân với tử quỷ. Nhưng cho dù có là thần tiên hạ phàm cũng không thể chữa được bệnh HIV. Cút xa ra. Giang Hải hừ lạnh một tiếng, sát khí tỏa ra. Sắc mặt gã kia lập tức tái mét, hốt hoảng lui về sau mấy bước. Sát khí tỏa ra từ trên người Giang Hải, làm cho gã ta kinh sợ, không hề nghi ngờ, nếu như gã còn không cút xa một chút, vậy thì, Giang Hải có thể tùy ý giết chết gã. Trên con thuyền này, chết đi một người như gã. Ngoại trừ ném ra biển làm thêm một gợn sóng ra, chẳng có gì thay đổi. Thưa anh cần tình báo ở phía nào, ở chỗ tôi, tình báo gì cũng đều có thể đem đến. Nhưng, giá cả thì, gã ta tham lam liếm môi. Giang Hải trầm giọng hỏi, chỗ cậu có tình báo gì có tác dụng với tôi đều muốn. Dưới bộ quần áo, Giang Hải vươn một bàn tay ra, trong tay, có mấy khối tinh thể trong suốt, là kim cương. Ở nơi mang theo đầu óc mà sống này. Đồ vật thể tích nhỏ giá trị lớn mới là thứ mà mọi người muốn có được. Còn về tiền giấy, đến chùi đít còn sợ cứng. Bất kể loại tiền giấy gì, ở đây, đều là tờ giấy bỏ. Mắt gã ta sáng lên, ánh mắt tham lam lóe ra tia hung ác. Nếu như, Giang Hải không bày ra đủ thực lực, gã ta có lẽ sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Anh là muốn tình báo thế lực bề nổi hay là thế lực ngầm? Hay là, hoàng thất nước Nhật? Giang Hải híp híp mắt. Trong lòng không ngừng hoài nghi. Cậu cứ nói trước, tôi cảm thấy hứng thú sẽ mua. Sắc mặt gã ta biến đổi, vậy không được, tình báo nói ra rồi, sẽ không đáng tiền nữa. Cậu là sợ tôi trả không nổi. Giang Hải thản nhiên cười. Gã ta lùi về phía sau hai bước, nhưng lại không nói gì. Không phải sợ Giang Hải không trả nổi, mà là sợ Giang Hải không trả tiền. Không giao dịch với tôi, là xem thường tôi sao? Giang Hải nghịch mấy viên kim cương trong tay, lời trong ý ngoài, đều tràn ngập ý uy hiếp. Gã ta cảnh giác từ từ lui về phía sau, nhưng Giang Hải lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như điện. Bước chân, lại không nhúc nhích chút nào. Gã ta ra sức nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, thưa anh muốn tình báo phương diện nào, tôi sẽ cung cấp miễn phí cho anh. Giữ mạng mới là quan trọng nhất, ở đây, không có bất cứ quy tắc nào. Biết gì nói nấy. Cậu có thể nói bất kỳ tin nào, nếu có hứng thú, cậu lại nói tỉ mỉ cho tôi. Xung quanh, không ít người chú ý đến phía Giang Hải, bọn họ tất nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng, Giang Hải bị hiềm nghi là cá lớn nuốt cá bé. Chẳng qua, ở hoàn cảnh như thế này, ai ai cũng đều nguy hiểm, chẳng có ai dỗi hơi mà đi lo chuyện bao đồng.
Nếu như cả Giang Hải và gã kia hai hổ cắn nhau, không biết sẽ có bao nhiêu người ngồi làm ngư ông đắc lợi. Gã ta làm gì còn đường sống mà có kè mặc cả, nhỏ giọng nói, tập đoàn Tam Quang sắp ra mắt sản phẩm mới, tôi có thể mô tả kỹ càng bản vẽ thiết kế. Giang Hải chậm rãi lắc đầu. Đồng tử gã ta đảo đảo, Giang Hải muốn, xem ra không phải tình báo trên thế lực bề nổi. Tổ chức hắc khẩu với võ sĩ nước Nhật đạt được một hạng hiệp nghị. Thần sắc Giang Hải không đổi, lấy ra một viên kim cương nghịch một chút, ý bảo nếu như tin tức hữu dụng, kim cương sẽ là của gã. Hiệp nghị gì? Chương 323. Võ sĩ nước Nhật muốn nhắm vào một người phương Đông, cụ thể là ai thì không rõ, nhưng rõ ràng là đối phương không đơn giản. Gã ta dè dặt nói xong, ánh mắt lại tham lam nhìn chằm chằm vào đồ trên tay Giang Hải. Giang Hải cau mày, tin tức như vậy, nói cũng như không. Nhưng, đối với Giang Hải mà nói, đã đủ rồi. Cái này mập cũng xem là tình báo à? Giang Hải sẽ không tốn tiền vì mấy câu nói vô nghĩa này. Chỉ là, võ sĩ nước Nhật với tổ chức hắc khẩu liên minh, đây cũng coi như là tin tức hữu dụng. Nghĩ cũng phải, bố Phàm đến Nhật cũng được nhiều ngày rồi, chống lại xâm lược, bọn họ kết hợp lại, cũng là hợp tình hợp lý. Còn có gì khác không? Gã ta không rõ rốt cuộc Giang Hải muốn biết cái gì, quan trọng nhất chính là, tất cả tin tức của anh ta đều là kiểu nửa chừng này. Tùy tiện ném ra một viên kim cương. Đi chuẩn bị cho tôi 3 phần bò bít tết, cho người mang đến đây, không được dùng đôi tay bẩn thỉu của cậu chạm vào. Lấy được kim cương, gã ta mừng như điên, vẻ mặt không còn chút sợ hãi nào. Cứ như là sợ Giang Hải đổi ý, gã ta vội vang rời đi, vội đến mức vấp đâm lung tung. Giang Hải không để ý gì đến hình tượng, ăn như hổ đói. Con người ở bên ngoài, nhất định phải duy trì đủ tinh thần và thể lực. Không phải anh thích ăn thịt bò. Mà thịt bò là thứ áp chế cơn đói tốt nhất, ăn uống quá độ như vậy, một ngày một bữa là được rồi. Này, phục vụ, cậu đòi giá hơi cao rồi đó. Cách đó không xa, truyền đến giọng nói của gã ta, lúc này, trong tay gã ta cầm viên kim cương, đang có kè mặc cả với một tạp vụ lôi thôi lếch thếch. Bên cạnh có một sợi dây xích, đang xích một thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn. Giang Hải chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn. Người! Một khi trúng độc, lại còn ở trong cái môi trường người ăn người như thế này, có thể nói là không thể cứu được nữa rồi. Cô ta giống như một con gia súc, có thể làm bất cứ chuyện gì vì để làm giảm đi nỗi thống khổ như ngàn con kiến cắn. Cho dù biết gã ta mắc bệnh HIV, cũng sẽ không để ý chút nào. Không, giá cố định, không bớt dù chỉ một xu. Gã lôi thôi hai mắt đỏ thẫm, một tay còn cầm bình rượu, qua một lúc lại nốc một ngụm. Gã ta còn đang do dự. Đồng tử đảo loạn. Vậy, tôi muốn cô nàng nhỏ nhất đó. Vuốt vuốt cằm, nhìn về mục tiêu của mình. Không được, cô đó tuyệt đối không được. Không được, vậy thì bỏ đi. Gã ta xoay người rời đi, rất rõ ràng là không hề để ý tới người phụ nữ trúng độc trước mắt này. Giang Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhìn lại mình xem, căn bệnh ai dính đến anh ta người đó phải chết, muốn chết chết không được, muốn sống sống không xong. Này này, quay lại đây. Cuối cùng, hai người thành giao. Giống như dắt theo một con chó, gã lôi thôi giao một cô gái tầm 17-18 tuổi cho gã ta, nhếch mép lộ ra hàm răng ố vàng, nói thầm một câu. Thông qua khẩu hình miệng, Giang Hải phân tích đại khái ý tứ là hàng vừa mới đóng gói xong. Gã ta không tình nguyện mà ném kim cương cho đối phương, túm lấy cô gái đi. Chờ đã. Đi qua chỗ Giang Hải, một khay đựng thức ăn chắn trước mặt gã ta. Người này, tôi muốn. Không hề giải thích, Giang Hải tung ra một viên kim cương, trong ánh mắt khiếp sợ của gã ta, nhận lấy dây thừng. Gã ta hậm hực vò đầu xoay người, đoán là lại chuẩn bị đi mua một người nữa. Cô gái vô cùng hoảng sợ, rơm rớm nước mắt, cả người đều đang run rẩy. Mà Giang Hải lại không để ý đến cô ta, quay người ngồi xuống, đẩy nửa phần bò bít tế qua. Cô gái không nói hai lời, nằm bò xuống như con chó, ăn điên cuồng. Khụ khụ. Lại uống thêm nửa chai nước, cô gái thở hổn hển, xuyên qua mái tóc rối tùm lum, nhìn Giang Hải với ánh mắt cảnh giác không thôi. Cô là người ở đâu? Mua cô gái này, Giang Hải cũng không phải là phát lòng từ bi. Thế giới ngầm, chẳng có ai là nhân từ cả, nếu có, chỉ là vì quyền lợi. Sở dĩ mua cô gái này, đó là vì Giang Hải nhìn thấy, dưới bộ quần áo rách nát của cô gái, có một hình xăm cổ quái. Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
đó là hình xăm một con rơi, hình dạng giống như chữ khắc trên cơ quan đồng đen. Mà, ký hiệu này, lại đại biểu cho tổ chức Hắc Khẩu. Đây là một ký hiệu rất cổ xưa, chỉ có di truyền huyết mạch thuần túy nhất của tổ chức Hắc Khẩu, mới có hình xăm này. Cô gái ở trước mặt, vậy mà lại đến từ nước Nhật, khiến người khác khó hiểu ở chỗ, đích đến của con thuyền này, lại chính là nước Nhật. Cô gái há miệng, phát ra tiếng a a không rõ. Vừa nhìn đã thấy, cô gái thiếu mất nửa cái lưỡi. Biết viết không? Giang Hải hỏi. Cô gái gật đầu, Giang Hải đẩy bàn ăn qua, ý bảo cô gái lấy nước sốt trên tảng thịt bò viết chữ. Tha cho tôi có tin tức. Cô gái vội vàng viết xong, thấy Giang Hải nhìn hiểu, nhanh chóng lau đi. Giang Hải nheo hai mắt lại, có hơi không dám tin vào lời của cô gái. Tin tức gì? Tha cho tôi. Cô gái lại viết. Giang Hải trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu. Mà, lần này, cô gái chỉ viết một cụm từ ở trên mặt đất, trong tiếng Trung, đó chính là súng. Trên thuyền chở hàng này, có súng. Giang Hải nheo hai mắt lại, đang suy xét xem lời cô gái nói, là thật hay giả. Súng, ở trong hoàn cảnh này, tuyệt đối là phá vỡ sự tồn tại cân bằng. Nhưng, thứ này, chỉ có thể khiến Giang Hải hơi căng thẳng mà thôi. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối mà nói, súng, cũng vô dụng. Chi tiền, Giang Hải thuê một căn phòng, kéo theo cô gái vào trong. Cô gái rõ ràng có hơi hoảng hốt, cứ ngần ngơ mà nhìn về phía chiếc giường bẩn thỉu. Trên giường, còn có một vết máu, tuy là đã khô hiện ra màu nâu đỏ, nhưng lại cho người ta cảm giác có chút sợ hãi. Cô biết những gì, đều viết cả ra. Giang Hải trầm giọng nói, chạm tiếp theo, tôi sẽ cho cô xuống thuyền. Cô gái lắc lắc đầu, ngồi xổm trên đất, viết một hàng chữ. Đích đến của cô ta, là nước Nhật. Giang Hải gật đầu, cô gái muốn xuống thuyền ở đâu, không hề quan trọng là có thể nói ra thứ khiến anh ấy cảm thấy hứng thú không thôi. Tiếp theo, cô gái viết rất nhiều, trình độ tiếng Nhật của Giang Hải cũng chỉ là nửa vời bập bõm, nhưng, cũng không hề ảnh hưởng đến việc hiểu đại ý trong đó. Thì ra, trên con thuyền này, mang theo một bảo vật, không ít người, chính là vì bảo vật đó mà lên thuyền. Về việc là vật gì, cô gái cũng nói không rõ ràng, theo ý của cô ta, có lẽ là bảo vật quốc gia của Nhật. Giang Hải giễu cợt, nước Nhật, là nước mà đến cả chữ viết cũng sao chép của phương Đông, lấy đâu ra lịch sử gì, càng lấy đâu ra bảo vật. Xua xua tay, Giang Hải ý bảo cô gái có thể nghỉ ngơi ở trên giường, cô ta có thể ở lại đây, tàu hàng tới bờ thì có thể đi. Nhưng, cô gái lại cẩn thận lui về phía sau mấy bước, vô cùng cảnh giác với Giang Hải. Giang Hải coi như không thấy, quay người mở cửa đi ra. Ngay lúc chuẩn bị ra ngoài, Giang Hải đột nhiên hỏi. Có bao nhiêu người của tổ chức Hắc Khẩu ở trên thuyền? Sắc mặt cô gái đại biến, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ra vẻ ngốc nghếch nhìn Giang Hải. Giang Hải đóng cửa lại, nhếch miệng cười. Lẽ nào, hình xăm trên người cô, không thể đại biểu thân phận? Có hình xăm con rơi đại biểu là thành viên nòng cốt, cả đời này đều không thể thoát khỏi tổ chức Hắc Khẩu, càng không thể trở thành con tin bị người mua đi bán lại được. Hơn nữa, cho dù cô gái là bị dụ dỗ bán đi, lại làm sao có thể bán cô gái nước Nhật quay trở về Nhật được chứ? Tôi không biết anh đang nói gì. Cô gái câm, vậy mà lại nói chuyện rồi, tuy là mơ hồ không rõ, nhưng quả thực là nói nên lời rồi. Vừa dứt lời, cô gái đã biết là hỏng rồi. Cả người rất căng thẳng, đây hẳn là điềm báo phát sinh. Giang Hải cười, bây giờ có thể cho tôi biết, trên thuyền, là bảo vật gì rồi chứ? Cô gái không phải là tiết lộ tin tức cho Giang Hải, mà là... Qua việc nhắc đến bảo vật, quan sát phản ứng của Giang Hải. Cũng là nói, cô gái chính là đang tìm kiếm người giữ bảo vật kia, cô ta cũng không hề biết đồ vật ở trong tay ai, lợi dụng bị người mua bán, thăm dò từng người một. Dù sao thì, nam nữ làm loại chuyện kia, nhất định sẽ tìm một căn phòng yên tĩnh, mà như vậy cũng là thuận tiện cho việc giết người cướp của. Cô gái im lặng không nói, Giang Hải lại nói, tôi đã có thể nhìn ra hình xăm trên người cô, tất nhiên là biết thân phận của cô. Giấu giếm đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh là ai? Cái này không quan trọng. Điều tôi cần biết là, bảo vật đó, là gì? Bảo vật có thể khiến cho tổ chức Hắc Khẩu phái ra thành viên nòng cốt, giá trị, có thể thấy là không tầm thường. Suzumaru. Cô gái mở miệng, ấn đường Giang Hải khẽ động. Kiếm phá tà hiển chính. Thanh kiếm này, là một trong năm thanh kiếm nổi tiếng của nước Nhật, theo ghi chép. Trước nay vẫn bị đại gia tộc hoặc là hoàng thất của nước Nhật cất giữ,
trước giờ chưa từng bị lưu truyền ra ngoài, kiếm phá tà hiển chính một trong số đó, làm sao có thể xuất hiện ở trên chiếc thuyền này đây? Chỉ là, trong lịch sử, thanh kiếm này từng bị trộm. Cách nhau trăm năm, thanh kiếm này cuối cùng cũng được tìm thấy. Tìm được thanh kiếm này lần nữa, đây là một tin tức lớn. Sau khi có được thanh kiếm này đã đưa cho chùa Lâu Đời. Mà người đứng đầu chùa Lâu Đời không lâu sau đó lại trả lại, không thừa nhận thanh kiếm đó là kiếm Juzumaru thật. Mà, cũng không lâu sau, một ngôi chùa khác lại nhận thanh kiếm này, vẫn luôn tôn sùng là của quý giữ gìn đến nay. Về lịch sử nước Nhật, Giang Hải không có nghiên cứu gì, biết những điều này, cũng chẳng qua là từ những lời đồn thổi nhỏ lẻ. Nhưng thanh kiếm này lại khác, bởi vì trong chợ đêm ở thế giới ngầm, từng xuất hiện một thanh Juzumaru, lấy tên là kiếm phá tà hiển chính. Rốt cuộc thanh kiếm nào mới là thật, đứng ở lập trường của phương Đông, không hề liên quan, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Giang Hải vuốt vuốt cằm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thanh kiếm trên thuyền này, vô cùng có khả năng là thật, cái hiện tại ở nước Nhật được coi là hàng thật mà thờ phụng kia, sợ là hàng giả. Nếu không, tổ chức Hắc Khẩu, làm sao có thể xuất hiện ở trên con thuyền hàng này, thậm chí, đến cả thành viên nòng cốt cũng tham gia. Giang Hải cười gằn, xem ra, tôi mua cô, không lỗ chút nào. Bước về phía trước, trong đồng tử Giang Hải, lộ ra sát ý nồng đậm. Tổ chức Hắc Khẩu, cùng với phương Đông, có mối thù truyền kiếp không thể hóa giải được. Giang Hải gặp được, chỉ cần thuận tiện ra tay, nhất định phải giết. Trên thuyền hàng này, có bao nhiêu người bên cô? Cô gái lùi về phía sau mấy bước, cô ta đã cảm nhận được thần chết đang đến gần. Sự ép sát của Giang Hải, khiến cho cô ta cảm thấy áp lực cực lớn. Anh tha cho tôi sẽ nói cho anh biết. Tuy rằng chưa ra tay, nhưng giác quan thứ 6 nói cho cô ta biết, Giang Hải không phải người mà cô ta có thể đối phó được. Được, chỉ cần cô nói cho tôi sẽ thả cô đi. Thật chứ, cô gái kề sát vào vách tường, chậm rãi di chuyển về hướng cửa. Ngay lúc cô ta chạm được vào tay nắm cửa, vung tay, ném ra một nắm bột phấn màu hồng. Sắc mặt Giang Hải lạnh lẽo, đây, là tự cô muốn tìm chết. Giây tiếp theo, Giang Hải xuất hiện ở trước mặt cô gái, trong ánh mắt hoảng sợ của cô ta, một con dao găm cắm vào cổ cô ta. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô gái còn muốn giãy giụa, nâng tay lên rồi cuối cùng vẫn phải buông thõng xuống. Cô gái, cứ như vậy mà chết, mà cơ thể cô ta, vẫn đứng thẳng tắp. Con tay kia, xuyên qua cổ, đính ở trên cửa. Chương 324. Mấy phút sau, nhóm người của tổ chức Hắc Khẩu đã tìm tới nơi này. Họ thấy thi thể của cô gái thì hai mắt mở to, cảm thấy tuyệt vọng. Ánh mắt của cô ta trước lúc chết có vẻ rất kinh ngạc. Khốn khiếp! Một thanh niên của tổ chức Hắc Khẩu cắn chặt răng, tức giận quát lên. Tên hung thủ này còn lợi hại hơn cả cây cô. Người thanh niên đó thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Vậy chúng ta hãy nhanh chóng giết chết tất cả những người ở chỗ này, tìm được thanh Juzumaru, sau đó thì phóng hỏa. Tàu chở hàng cần ít nhất 2 ngày mới đến nước Nhật, vốn dĩ bọn người của tổ chức Hắc Khẩu định sau khi hoàn thành xong chuyện thì sẽ cho nổ chiếc thuyền, như vậy là công chuyện. Nhưng bỗng nhiên lại có một cao thủ ở trên thuyền có thể dễ dàng giết chết Keiko khiến cho bọn họ buộc phải ra tay trước. Liên lạc với bên ngoài chi viện trước hẹn một ngày. Sau 3 tiếng, trong khoang thuyền trở nên yên tĩnh. Đêm khuya vốn là khoảng thời gian mà mọi người nghỉ ngơi, xung quanh truyền đến tiếng thở đều đều. Soạt, một làn sương trắng từ từ tỏa ra, mỗi người của tổ chức Hắc Khẩu đều cầm một cây đao dài, trên mặt thì đeo mặt nạ phòng độc. Sau 10 phút, một người gật đầu nhẹ nhàng giơ tay lên, lật chiếc ga trải giường lên, rồi lục soát khắp phòng. Người phía trước cứ gặp người là giết, dễ dàng thắng lợi. Người đằng sau thì lục soát từng ngóc ngách. Mùi máu tươi tỏa ra khắp cả khoang thuyền. Chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nagaisi, ở trong này. Mọi người chung quanh nhanh chóng tập trung lại. Trong chiếc vali ở góc phòng lộ ra một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa, bên trên có khắc một bức tranh chim bay cá nhảy, vô cùng tinh tế. Họ cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ đó ra. Nhóm người của tổ chức Hắc Khẩu đó vội vàng làm một tư thế kỳ lạ rồi quỳ xuống lại. Họ mở chiếc hộp đó ra, bên trong phát ra một luồng sáng kỳ quái, tà khí bay ra ngoài. Bên trong hộp là một thanh kiếm dài, phát ra cảm giác cổ xưa, chuôi kiếm quấn một tràng hạt. Tràng hạt này chính là lý do tại sao thanh kiếm này được gọi là Juzumaru. Tràng hạt phát ra ánh sáng ấm ấm, hơn nữa còn rất nặng. Bọn họ thở hổn hển,
tim đập mạnh tới mức dường như mọi người có thể nghe được tiếng đập đó. Đúng rồi, đúng rồi. Vạn tuế. Họ nâng thanh kiếm mà bản thân vô cùng cung kính lên, từ từ rút ra, lưỡi kiếm sắc bén như hút lấy hồn phách của bọn họ. Thanh kiếm của nước Nhật được làm rất hợp lý. Thân kiếm cong cong, để thuận tiện cho người sử dụng. Kiếm Juzumaru. Kiếm Juzumaru. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Mọi người giống như đang tiến hành một nghi thức xa xưa nào đó, trong miệng đều lẩm bẩm cái tên này. Sau đó họ đặt thanh kiếm và lại hộp, đậy hộp lại, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Rồi từ từ đứng dậy, trong mắt thoáng qua tia sát ý. Không trừ lại bất kỳ ai ở trên thuyền. Giết! Việc thanh kiếm này trở về tay nước Nhật, nhất định sẽ dấy lên một trận tranh giành thật giả. Nhóm người của tổ chức hắc khẩu này đương nhiên là không muốn cho ai biết được chuyện về thanh kiếm này. Một tổ chức có được quốc bảo của nước Nhật, không biết có bao nhiêu người ghen tị tới mức đỏ mắt. Mọi người cẩn thận, trên thuyền có khả năng vẫn còn võ sĩ khác còn sống. Người bọn họ vừa mới giết trong phòng này cũng là một võ sĩ Nhật. Gã ta vừa mới hạ thuốc mê mất mạng một cách oan uổng. Thân phận của gã ta là võ sĩ Nhật, cũng giải thích lý do vì sao thanh kiếm quý này xuất hiện trên con thuyền chở hàng về nước Nhật. Võ sĩ nước Nhật dù có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, thanh kiếm mà họ khó khăn lắm mới tìm được, lại bị nhóm người của tổ chức hắc khẩu hất tay trên. Bọn họ chia nhau ra, chưa tới nửa phút sau, cả khoang thuyền đã chẳng còn ai sống sót trừ bọn họ. Làm xong tất cả mọi việc, mọi người khoanh chân ngồi, ở giữa là thanh kiếm, tất cả con mắt nhìn chằm chằm vào nó như sợ nó sẽ mọc cánh bay mất. Đột nhiên đèn trong khoang chợt lóe lên, khoang thuyền lại rơi vào tĩnh mịch. Khốn nạn, xảy ra chuyện gì vậy? A, à, một âm thanh giận dữ vang lên, sau đó là một tiếng hét thảm thiết. Đợi đến khi đèn lại sáng lên. Một người ngã ầm xuống đất, bụng bị đao xẻ ra, nội tạng và máu chảy ra thành vũng. Một thành viên của tổ chức hắc khẩu, ngã vào trong vũng máu lý, hai mắt trừng lớn vẻ mặt mê mang. Hắn không thể tưởng được, bọn họ đã giải quyết tất cả người trên khoang thuyền rồi, nhưng vẫn bị kẻ khác ám toán, còn không biết là ai ra tay. Một trận xôn xao nổi lên, tất cả mọi người đều rút đao ra. Tất cả ánh mắt đều chiếu vào một người. Bởi vì... chỉ có đao của gã ta là dính máu. Máu trên đao vẫn đang nhỏ giọt chảy xuống. Không, không phải tôi. Nagaishi. Bởi vì tất cả mọi người đều đeo mặt nạ phòng độc, nên không thể nhìn được sắc mặt của nhau, nhưng ánh mắt của họ đều vừa tức giận vừa cảnh giác. Bịch. Một tiếng vang lại nổi lên, ánh sáng lại biết mất. A. À. Sau một tiếng kêu thảm thiết thì đèn lại sáng. Lại có một người ngã vào vũng máu. Tay anh ta lúc này đang chỉ theo một phương hướng. Chỗ đó có một người đang đứng, tay anh ta cầm một thanh kiếm còn đang dính máu. Chuyện này rất kỳ lạ. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, người đứng đầu ngẩng đầu lên, mọi người cùng lùi lại. Một bước, hai bước. Tất cả mọi người đều dựa lưng vào vách tường của căn phòng, giữ khoảng cách với nhau, nếu ai muốn đánh lén, thì nhất định sẽ phát ra tiếng bước chân. Tên cầm đầu ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn trên trần nhà. Nhưng đợi mãi bóng đèn vẫn không tắt. Gã không tin tên sát thủ đã giết hai người kia là người trong nhóm họ. Bọn họ đều là anh em đã trải qua luyện tập sinh tử, hơn nữa cũng không có lý do gì cả. Đọc tên của chính mình. Nagaishi. Yamaguchi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Ha ha, một tiếng cười lạnh vang lên, uy nghiêm đáng sợ, thật không ngờ, thế mà lại bị phát hiện. Giang Hải không biết chủ nhân của bộ quần áo trên người mình tên là gì. Cho dù anh biết tên gã ta đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nói ra thì sẽ bị lộ ngay. Phương Đông. Tên cầm đầu cầm đao chĩa vào Giang Hải, tất cả những người còn lại cũng xông lên. Người trong đội ngũ của bọn họ, sao có thể có người của Phương Đông trà trộn vào được chứ? Chó chết. Tên cầm đầu nhằm về phía Giang Hải. Giang Hải đứng sừng sững bất động, khóe mắt xuất hiện một nếp nhăn. Lúc này anh vẫn còn đang chơi trò mèo vần chuột. Lúc thanh đao lao về phía Giang Hải, đèn đột nhiên tắt. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm vang lên. Leng keng, keng, keng. Một chuỗi tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên, trong phòng nổ ra hỗn chiến. Dựa vào tường, tất cả dựa vào tường. Không biết là ai hét lên. Giang Hải bất đắc dĩ lắc đầu, lũ súc sinh này sao lại thông minh thế chứ? Nếu như vậy thì không thể chơi nữa rồi. Anh ấn công tắc trên người, đèn lại sáng lên. Chúng mày đã không chơi với tao nữa thì, chết đi.
Láo toét. Cùng lên đi. Giết chết con lợn Phương Đông này. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Giang Hải nhe răng cười, hôm nay để tao cho chúng mày biết ai mới là tổ tông của đao pháp. Thân hình của Giang Hải giống như ma quỷ, giống như con thoi xuyên qua đám người của tổ chức Hắc Khẩu, đao không va vào nhau, quần áo cũng không chạm. Họ chỉ có thể nghe được một tiếng hét. Sau một trận hỗn loạn, Giang Hải ném đao sang một bên. Những tên của tổ chức Hắc Khẩu đó không thể đứng vững được nữa, gân tay gân chân đều đứt hết. Cho dù có được chữa trị tốt thì sau này cũng sẽ trở thành tàn phế. Giang Hải sẽ bỏ qua cho những người này ư? Tuyệt đối không thể. Anh khom lưng nhặt chiếc hộp trên mặt đất nhẹ nhàng mở ra, cảm ơn, tổ chức Hắc Khẩu, chỉ vừa mới gặp nhau đã tặng quà gặp mặt rồi, hất có hiếu. Anh không ngờ giữa đường anh nhập cư trái phép vào Nhật còn được tặng món quà lớn như vậy. Giang Hải xoay người rời đi. Một lúc sau, bên trong khoang thuyền trần đầy mùi xăng. Nửa ngày sau thuyền chở hàng bị thuyền của tổ chức Hắc Khẩu chặn lại. Một đám đàn người mặc quần áo đen nhảy lên thuyền, không cần đánh mà cũng thắng, dễ dàng khống chế được chiếc thuyền. Khi bọn chúng tìm được cửa vào của khoang thuyền thì bên trong đã trở thành địa ngục, lửa cháy khắp nơi. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là dập tắt ngọn lửa. Nhưng sau khi dập lửa, họ lại không thể tìm được thanh kiếm Juzumaru. Một người đàn ông mặt đen ánh mắt đen kịt, miệng cắn chặt, nói. Thưa ngài, võ sĩ Nhật đang trên đường tới. Anh ta đành phải rời đi, vì nước Nhật, không thể trở mặt với võ sĩ những người trung thành với hoàng thất nước Nhật. Họ phải giết chết nhóm người đến từ Phương Đông kia. Nếu như nội bộ xảy ra xích mích khiến cho người Phương Đông chạy mất, thì bọn họ chỉ còn nước tự rạch bụng để tạ tội. Tên mặt đen nắm chặt nắm đấm. Mất mấy người không là gì cả, nhưng làm nước Nhật mất mặt mới là chuyện lớn. Như vậy anh ta làm sao có thể trở về bàn giao được? Nơi đây không thể ở lâu, nên nhóm người của tổ chức Hắc Khẩu nhanh chóng bỏ đi. Nửa tiếng sau lại có mấy con thuyền chạy tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không thu được gì. Nhưng có một điều mà họ không biết, lúc con thuyền của bọn họ trở về, trên thuyền đã giấu một người. Người đó chính là người mà họ nằm mơ cũng muốn giết. Đế vương. Nước Nhật là một đất nước rất vặn vẹo. Bên ngoài thì tỏ ra nho nhã nhưng trong lại vô cùng thâm độc, vì mục đích mà có thể không từ thủ đoạn. Từ trước đến giờ Giang Hải ghét nhất là hai nước, mà hai nước đó lại ở rất gần Phương Đông. Một là nước Nhật, nước còn lại là Hàn Quốc. Khác với người Nhật, người Hàn từ trong ra ngoài đều có thể dùng một từ để hình dung thấp hèn. Thấp hèn. Vì để chiến thắng mà chuyện gì họ cũng có thể làm được, chẳng thèm để ý đến việc người khác đánh giá mình như thế nào. Thậm chí bọn người đó còn có thể đổi quốc tịch của những nhân vật lịch sử, để trở thành tổ tiên của bọn họ. Những người đến cả tổ tông cũng có thể nhận bừa thì cũng đủ để biết là loại người nào rồi. Khi vừa đặt chân lên nước Nhật, Giang Hải đã nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Anh mở chiếc hộp gỗ, lấy thanh kiếm ra. Càng nhìn thanh kiếm này anh càng cảm thấy thanh kiếm này có cảm giác rất âm u, đầy tà khí. Soạt, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, tỏa ra một luồng khí lạnh. Thanh kiếm này không có máu nhưng lại làm cho người ta phải run người. Giang Hải nheo hai mắt. Cảm thấy rất kỳ lạ. Anh cảm thấy thanh kiếm này rất kỳ lạ, nó khiến người cầm kiếm cảm thấy bất an, muốn tàn sát khắp nơi. Trên thanh kiếm tuy rằng không có quá nhiều oán khí, nhưng lại tràn đầy sát ý. Tra kiếm vào vỏ, khóe miệng Giang Hải hơi gợi lên. Giang Hải có thể dùng lại cách như đã dùng để trao đổi với người Do Thái, dùng thanh kiếm này để trao đổi lợi ích với người Nhật. Nước Nhật là nước dẫn đầu về ngành công nghiệp luyện kim. Nếu như anh có thể dùng thanh kiếm này để đổi lấy khoa học kỹ thuật, thì ngày Phương Đông đứng đầu thế giới đã không còn xa nữa rồi. Giang Hải đào một cái hang, dùng vải bọc hộp gỗ lại. Anh đang định chôn chiếc hộp xuống đất thì lại dừng tay lại. Nhanh chóng lấy thanh kiếm ra rồi mới đóng chiếc hộp lại. Trên lưng đeo một thanh kiếm được bọc kỹ, cuối cùng Giang Hải cũng tìm được một thị trấn nhỏ, dùng phương thức liên hệ độc nhất của đế vương để liên lạc với bố phàm. Sau khi trao đổi ngắn gọn, lông mày Giang Hải nhíu chặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Chương 325. Sau khi tiến vào nước Nhật, hành động của nhóm người bố phàm rất thuận lợi, hơn nữa còn hơi quá thuận lợi. Mục tiêu của bố phàm là một người thủ lĩnh có tiếng trong số những võ sĩ nước Nhật, cũng là một trong những cao thủ cực mạnh của nước Nhật. Mấy ngày trước, nước Nhật đã xảy ra một chuyện lớn, ở thủ đô của họ đã xảy ra một hiện tượng thiên văn kỳ lạ, báo trước tướng quân của họ bị thương sau đó chết. Bố phàm đã dựa vào manh mối còn sót lại mà theo dõi.
không ngờ lại bị chúng mai phục trong một vùng núi, rồi bị nhốt ở đó. Giang Hải nhận được tin nhưng chỉ biết được vị trí đại khái. Từ chỗ Giang Hải đến chỗ này đã mất cả ngày. Nhưng Giang Hải không vội, không vui không buồn, khóe miệng nhếch lên. Mục đích của võ sĩ nước Nhật và tổ chức Hắc Khẩu quá rõ ràng, không cần nói cũng có thể thấy được. Bọn họ muốn dụ đế vương tới nước Nhật, rồi tập hợp lực lượng để giải quyết anh. Chuyến đi này của anh vô cùng nguy hiểm. Vốn dĩ Giang Hải muốn lấy mình làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của võ sĩ Nhật, thậm chí là dụ cả tướng quân đích thân ra tay. Như vậy thì sào huyệt của võ sĩ nước Nhật sẽ trở thành thành không nhà trống. Lúc đó bố Phạm có thể dẫn người đánh lén căn cứ của bọn họ. Nhưng không ngờ võ sĩ Nhật lại tương kế tự kế. Học binh pháp rất tốt đấy. Giang Hải nhe răng cười. Nhưng trên phương diện mưu lược thì người phương Đông mới là chính thống. Cho dù là đánh trực diện thì đối mặt với thực lực hiện giờ, chúng mày chỉ là chó lợn thôi. Kế hoạch ban đầu là bố Phạm và mọi người sẽ tập hợp, nhưng sau khi đã suy nghĩ cẩn thận thì Giang Hải đã thay đổi chủ ý. Ngay cả võ sĩ nước Nhật và tổ chức Hắc Khẩu liên thủ cũng gần như không thể đánh lại bố Phạm. Bố Phạm chắc chắn là sợ đế vương phải hao tốn sức lực, nhất là nếu đối phương liều mạng. Nếu như ép quá nhất định bố Phạm sẽ bùng nổ, đến lúc đó thì võ sĩ Nhật và tổ chức Hắc Khẩu ăn đủ. Nhìn bản đồ trong tay, Giang Hải men theo một con đường nhỏ đi vào thành phố đó cách Giang Hải rất gần, thành phố đó là Shimotsuki. Giang Hải vào một khách sạn, dùng vốn tiếng Nhật sứt sẹo của mình để thuê một căn phòng bằng một tờ tiền mệnh giá lớn, như vậy thì chẳng ai có thể tra ra thân phận của anh. Ăn xong hai bát mì, Giang Hải lau miệng ánh mắt quan sát một căn nhà xây theo lối kiến trúc cổ. Anh nói chuyện với ông chủ tham tiền vài câu, Giang Hải liền biết nơi đó chính là mục tiêu của anh. Đền thờ Samurai. Nước Nhật rất yêu thích võ thuật, hay tẩy não những suy nghĩ của người bình thường về võ sĩ, khiến cho họ trung thành với hoàng thất. Trong đền đang thờ phụng những võ sĩ chết vì hoàng thất, khiến những vong hồn này trở thành thần để những võ sĩ Nhật thờ phúng. Thậm chí, vẫn còn rất nhiều võ sĩ Nhật ảo tưởng, có thể hy sinh tính mạng của mình vì hoàng thất, nên việc chết đi mà được đưa vào đền là một việc vô cùng vinh quang. Đêm đến, Giang Hải như một bóng ma nhẹ nhàng rời đi, lẻn vào trong đền. Bên trong đền Samurai, các bài vị được đặt sát nhau, không khí lành lạnh. Lưng Giang Hải đeo thanh kiếm, anh cầm chiếc đèn dầu lên, đổ dầu lên những bài vị kia. Giang Hải muốn đốt cái thứ được gọi là đền này. Đền bị cháy nhất định sẽ có ảnh hưởng lớn tới mọi người, lúc này, Giang Hải vừa có thể phát hiện ra được những cao thủ đang ẩn nấp trong đền, vừa có thể thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó Giang Hải đương nhiên sẽ đi phóng hỏa ở một số chỗ khác. Để tránh đền không cho người ngoài xâm nhập, nhất định họ sẽ phái những cao thủ đến để bảo vệ. Như vậy thì áp lực bên phía bố Phạm sẽ được giảm đi. Giang Hải đang tương kế tự kế, dùng kế dương đông kích tây. Dù sao thì Giang Hải cũng đang ở Nhật nên cũng không cần phải để ý gì nhiều, muốn làm như thế nào thì làm. Anh kia, anh có biết chỗ này là chỗ nào không? Phía sau Giang Hải đột nhiên phát ra một giọng nói bằng tiếng Trung. Giang Hải cảm giác sự tồn tại của đối phương là rất rất nhỏ, nhưng lại không dám khẳng định, phải cho tới khi nghe được giọng nói thì mới dám chắc chắn có người ở sau lưng mình. Người này có thể không tiếng động mà tiếp cận Giang Hải, chắc chắn thực lực không hề bình thường. Hơn nữa điều là cho Giang Hải ngạc nhiên chính là việc đối phương có thể nói tiếng Trung rất thuần thục. Ở trong đền thờ của nước Nhật, mà nghe được tiếng Trung, Giang Hải không biết nên vui hay nên buồn nữa. Giang Hải chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy, một người hòa thượng mặc áo dài chạm đất. Người này kiểm soát hơi thở rất cẩn thận, không hề sơ hở, như một bức tượng điêu khắc vậy. Ông là ai? Giang Hải nheo hai mắt. Bần tăng đã quên tên của mình rồi, gia nhập cửa Phật, không quan tâm đến sự đời. Giọng của vị hòa thượng đó không lớn, giống như cố kiềm lại không để người khác nghe được. Cửa Phật, Giang Hải cười nhạo, ông vào cửa Phật rồi sao? Không quan tâm đến sự đời. Thật sự không có một chút vướng bận nào sao? Giang Hải cũng không có hứng thú nói về chuyện Phật Pháp với ông ta, chỉ muốn biết vì sao một hòa thượng phương Đông lại xuất hiện ở nước Nhật. Hơn nữa, ông ta còn muốn ngăn cản Giang Hải phá cái đền này. Thân tôi như cây bồ đề, tâm sáng như gương, thí chủ muốn nghĩ bần tăng như thế nào, bần tăng cũng không để ý. Giang Hải ngẩn ra, ông lão này đúng là muốn nói gì thì nói mà. Cổ tay anh run lên, không để ý tới hòa thượng đó, cầm dầu của đèn vẩy ra ngoài. Thí chủ,
tốt nhất là cậu nên đi đi. Người hòa thượng đi lên phía trước từng bước, khí thế trong người ông ấy như thủy triều ập tới. Đồng tử của Giang Hải co rụt lại, hơi kinh hãi. Shimotsuki chỉ là một thành phố nhỏ của Nhật, cái đền này cũng không to, nên anh không thể ngờ ở đây lại có một cao thủ như vậy. Thật ra không phải là Giang Hải đánh không lại vị hòa thượng này, mà nếu hai người đánh nhau thì nhất định sẽ gây chú ý cho người khác. Nếu Giang Hải muốn trốn thì anh có thể dễ dàng trốn được. Muốn tôi đi, cũng được thôi. Giang Hải không hề có hứng thú gì với những chiếc bài vị này. Nếu anh đốt chúng thì người Nhật cũng chỉ hoảng loạn một chút thôi, chỉ bằng anh ra điều kiện với họ. Yêu cầu của thí chủ tôi sẽ cố hết sức để thỏa mãn. Hòa thượng này là người thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của Giang Hải. Nói cho tôi biết ông đến đây làm gì? Giang Hải mỉm cười, đáp án của hòa thượng này sẽ quyết định ông ta là địch hay là bạn. Hòa thượng này nếu đúng là đều coi mọi thứ như không. Sao có thể cam tâm tình nguyện thuận theo yêu cầu của người Nhật, bảo vệ cho những linh hồn của người Nhật đã từng làm tổn thương người phương Đông? Giang Hải nghĩ không ra, rốt cuộc trong chuyện này có ẩn tình gì? Bần tăng muốn học theo Quan Âm đại sĩ. Giọng điệu của ông không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhẹ nhàng từ từ nói. Quan Âm, không thể trải qua đau khổ của thế gian thì không thể thành Phật. Trước đây, sư phụ của Giang Hải cũng tin tưởng Thích Ca Mâu Ni, nhưng ông đã nhìn thấy quá nhiều việc xấu xa của thế giới ngầm, nên đã dần dần thay đổi suy nghĩ. Sư phụ anh đã từng nói, trước khi Phật được du nhập vào phương Đông, Quan Thế Âm là một người đàn ông, hay nói cách khác, là người ta không hề đề cập đến giới tính của ông. Sau đó, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, mà gương mặt của ông từ là một người đàn ông trở thành một người phụ nữ với thần thái ung dung như hiện giờ. Vượt qua khó khăn thì liệu có thể thành Phật không? Giang Hải cười nhạo. Thí chủ có ngộ tính cao, không tu Phật thật là đáng tiếc. Vị hòa thượng đó không hề tỏ thái độ gì, ngước mặt lên khen Giang Hải. Vậy tôi hỏi ông, cái đền này ngoại trừ thờ bài vị, thì còn có tác dụng gì? Cuối cùng Giang Hải cũng hỏi vấn đề chính. Từ lúc bước vào đền thờ này, Giang Hải đã cảm thấy rất kỳ lạ, giống như có một ai đó đang nhìn mình vậy. Nhưng khi anh cẩn thận xác định lại thì cảm giác này lại biến mất. Không chỉ vậy, sau khi vào đền, Giang Hải có cảm giác bắt được liên hệ với một vật thần bí nào đó, dường như nơi này có một thứ mà Giang Hải rất rất muốn vậy. Nhưng, Giang Hải đã nhìn khắp nơi, chỗ này chỉ có bài vị không bị dính bụi thôi. Trước đây, và quá khứ, vị hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm một câu Phật Pháp. Ông già, tôi không có tâm trạng thảo luận Phật Pháp với ông giả thần giả quỷ gì chứ? Mặt Giang Hải biến sắc, chửi ầm lên. Nhưng, vị hòa thượng đó lại tỏ vẻ không quan tâm, hai tay vẫn luôn chắp trước ngực, đầu cúi xuống. Bây giờ đốt cái đền này đã chẳng còn ý nghĩ gì cả, Giang Hải thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể rời đi, chờ cơ hội khác, anh tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm được thứ thu hút anh. Anh khoát tay, nhếch miệng cười, nếu ông đã ra mặt thì tôi sẽ nể mặt ông, hôm nay tôi sẽ không đốt. Cái đền nhỏ này chỉ sợ là không thờ nổi vị cao thủ nào đâu. Khi Giang Hải đi, thì vị hòa thượng đó cũng đi theo. Từ từ, vị hòa thượng kia chặn Giang Hải lại. Sắc mặt Giang Hải khẽ thay đổi, lão hòa thượng, ông có ý gì vậy? Nếu muốn ra tay thì Giang Hải cũng chẳng sợ. Cho dù đối phương là cao thủ thì Giang Hải vẫn có thể thoát được. Ông ta nghĩ Giang Hải là bùn nát chắc. Tuy rằng đang ở nước Nhật, nhưng Giang Hải không truy cứu tội phản quốc của ông ta đã là may mắn lắm rồi. Xin thí chủ để lại thanh bảo kiếm ở trên người. Vị hòa thượng vẫn chắp tay trước ngực, hơi khom người khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng ông ta lại làm chuyện giống như cướp giật. Giang Hải nghe vậy, cười nhạo nói, ông lão kia, ông tưởng ông là ai? Lúc này, Giang Hải cảnh giác, anh đã bọc rất kỹ rồi, sao ông ta lại biết được đây chính là bảo kiếm chứ? Cậu lấy đồ của người khác thì cũng không phải là chuyện mà quân tử nên làm. Vị hòa thượng không hề tỏ thái độ gì, nhưng cũng không buông tha cho anh. Đồ của người khác? Giang Hải không nhịn được nở nụ cười. Đồ ở trên người tôi thì là của tôi, nếu ông có giỏi thì tới mà cướp. Nói xong Giang Hải lập tức đi ra phía bên ngoài. Nếu vị hòa thượng kia dám ra tay, anh cũng sẽ không khách sáo đâu. Đi đến gần vị hòa thượng đó, Giang Hải đi chậm lại. Mấy trăm năm trước, phương Đông bị coi như một cái lầu xanh, bị bắt phải hành nghề, bị làm nhục. Lúc phụ nữ của nước chúng ta bị bọn chúng làm nhục, đàn ông bị giết chết, văn vật của chúng ta bị cướp đi.
lúc đó ông ở đâu? Tôi có lý do hoài nghi xuất thân của ông là sản phẩm mà năm đó bọn chúng lưu lại ở phương Đông. Có phải vì vậy nên ông mới giúp Nhật, còn thừa hưởng cả tính vô sỉ của bọn chúng? Trong lời nói của Giang Hải toàn là lời oán trách, nhưng vị hòa thượng đó vẫn thờ ơ đứng yên tại chỗ. Giang Hải bước đi nhưng đầu vai lại đập phải thứ gì đó, bị chặn lại. Nếu ông ta không để anh đi thì hôm nay chính là ngày chết của ông ta. Bả vai anh cũng đập lại. Nhưng, điều khiến Giang Hải không thể ngờ được là ông ta không hề di chuyển một bước nào, còn anh thì phải lui lại nửa bước. Lúc chạm vào nhau, trên người vị hòa thượng đó có một nguồn năng lượng kỳ lạ nào đó khiến cho Giang Hải cảm thấy bản thân như đụng phải một ngọn núi vậy. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Dựa vào hô hấp của ông ta lúc xuất hiện đến giờ để đoán thì ông ta chắc chắc không thể là đối thủ của Giang Hải được. Thí chủ, cậu không thể đi được. Giang Hải nhe răng cười, hừ lạnh một tiếng, nhanh như tên bắn, đánh ra một quyền về phía ông ta. Ông đã muốn chết, tôi đây sẽ thành toàn cho ông. Chương 326. Đường quyền được xuất ra, nhưng hòa thượng vẫn đứng yên như núi. Thịch, một âm thanh vang lên, Giang Hải lui lại vài bước. Sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi. Từ khi học thành tài từ sư phụ, Giang Hải vẫn chưa từng có đối thủ. Không ngờ rằng lần này tới Nhật, anh lại gặp được một hòa thượng mạnh như vậy. Nếu như Nhật có nhiều cao thủ như vậy, thì không xong rồi. Rốt cuộc ông là ai? Giang Hải tạo một tư thế phòng ngự, lạnh giọng hỏi. Người bảo vệ nơi này, hòa thượng nói một câu. Thí chủ lại thứ đó, được không? Thứ đó rất quan trọng với bần tăng. Tuy là đang thương lượng, nhưng rõ ràng là đang cướp lại. Hay là tôi phá hủy nó đi? Giang Hải nhe răng cười, lại xông lên. Lúc này, Giang Hải đã dùng hết sức, nghiêng người, ra quyền bằng cả hai tay. Hòa thượng hơi dương mắt, ánh mắt chợt lóe lên. Thở dài niệm một câu Phật chú. Ông ta vung tay lên, tạo ra một luồng khí. Khuôn mặt Giang Hải trở nên dữ tợn, bản thân đúng là quá khinh địch rồi. Anh hét lớn một tiếng, các chiêu thức đánh ra càng mạnh. Lần này Giang Hải lui về phía sau hai bước. Còn hòa thượng lại nghiêng người lắc lư, giống như một người say rượu, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất. Ông ta hít một hơi thật sâu, nét mặt già nua bỗng ửng hồng. Ông ta nghiêng người, bước sang bên cạnh mấy bước. Tránh khỏi đường đi. Máu Giang Hải sôi lên, thầm nghĩ không thể ở lại nơi này lâu, tung người nhảy ra ngoài bờ tường trốn mất. Nhìn bóng anh biến mất, lão hòa thượng từ từ nhắm hai mắt lại. Phụt! Khi ngẩng đầu lên, ông ta phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt không nóng không lạnh đã không còn giữ được, ông ta đã bị nội thương nghiêm trọng. Phương Đông từ bao giờ lại có nhân tài như vậy? Ông ta thở dài, nếu không phải vì ngăn cản người đó. Tôi tội gì phải ngăn cậu chứ? Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Vị hòa thượng miên man tự nhủ, rồi ngồi khoanh chân tại chỗ, hai tay chắp lại trước ngực, miệng không ngừng niệm kinh. Sau khi ngồi một lúc lâu, gương mặt đỏ bừng của vị hòa thượng từ từ giảm bớt, đổi thành vàng như nến. Hô hấp của ông ấy mỏng dần, rồi ra đi. Mặc dù ông ấy đã chết nhưng vẫn muốn canh giữ nơi này. Giang Hải ra khỏi đền thì càng cẩn thận hơn. Nhân lúc trời tối rời khỏi Sanio. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã trốn ở một góc tối quan sát Sanio. Anh đương nhiên không biết, hòa thượng kia sau khi tiếp mấy chiêu với anh thì đã viên tịch. Đêm ấy, đã có người phát hiện ra thi thể của hòa thượng, sau đó tin tức này đã nhanh chóng được truyền đi. Lúc đó, ở một nơi sâu trong rừng rậm, có một doanh trại được chia làm hai phần rõ ràng. Phần phía trước là một hang động, bọn người bố phàm đang ở trong động đó. Một ông già đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy, nhưng hai mắt lại sáng rực có thần. Đế vương không biết đã đi đâu, nếu anh ta không đến. Người áo đen bên cạnh ông ta trầm giọng nói, anh ta đã đến Nhật rồi. Ông già đó cũng không ngạc nhiên, Giang Hải không đến mới là chuyện lạ. Theo lý thì anh ta phải đến rồi. Khi hai người đang nói chuyện thì có một người ở trong lều vải chạy ra, trong chớp mắt, đã đứng trước mặt ông già kia. Tướng quân! Đền Sanio bị tập kích, Bất Ngôn đại sư đã viên tịch rồi. Sanio, ông già nở ra nụ cười kỳ quái, người có thể giết được Bất Ngôn đại sư không nhiều. Trừ Giang Hải ra sẽ chẳng ai đến đền để nộp mạng hết. Người áo đen nói, điệu hổ ly sơn. Ông già đưa tay vuốt chòm râu, không thể kìm nén ý cười. Tối nay, nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai chúng ta tấn công vào động. Tấn công lúc này sao?
mắt người áo đen đảo loạn lên. Sao, cậu sợ à? Ông già tóc bạc hừ một tiếng, nếu mặc kệ để bọn chúng rời khỏi Nhật, thì không biết chúng ta sẽ có kết cục gì đâu. Người áo đen không nói gì, ông già tóc bạc lại nói, nếu không có thay đổi gì, thì hiện tại thanh kiếm vẫn đang ở trên người đế vương. Cái gì? Người áo đen kinh ngạc. Chỉ mới nói mấy câu mà tầng giấy mỏng che giấu mọi chuyện đã bị xé ra. Chính là việc tranh giành thanh kiếm đó. Là những võ sĩ trung thành với hoàng thất, chúng ta có thể để thanh kiếm rơi vào tay nhóm người của tổ chức Hắc Khẩu, nhưng không được phép để nó rơi vào tay người phương Đông, đặc biệt là đế vương. Nếu như để thanh kiếm rời khỏi Nhật, thì sẽ không thể tìm về được. Sắc mặt của người áo đen trầm xuống, nhưng anh ta không thể phản đối lời nói của ông già tóc bạc được. So với mối thù của đất nước, thì mối thù của võ sĩ Nhật và tổ chức Hắc Khẩu chỉ là mâu thuẫn nội bộ thôi. Một lúc sau người áo đen mới chậm rãi nói, thật không ngờ vị cao tăng kia lại chết trong tay đế vương. Ông già tóc bạc cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía động, chưa nói đến việc cao tăng có linh phù, ngay cả tôi và cậu cũng không dám đánh, nếu như không ngoài dự đoán, thì anh ta đã dùng đến thanh kiếm. Đồng tử của người áo đen co lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không thể như vậy được. Ngũ kiếm thuật đều xuất phát từ Đông Phương nên không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ông già tóc bạc nói, nếu để đế vương và những người ở trong động kết hợp với nhau, thì hậu quả. Đến lúc đó, cuối cùng cho dù có giết được đám người Giang Hải, thì nước Nhật cũng phải trả một cái giá rất lớn. Lần này chúng ta chỉ có thể thành công. Nếu không thể đặt thanh kiếm Juzumaru vào trong cửu nguyên điện, nếu để nó thoát ra ngoài thì nước Nhật chúng ta rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Người mặc áo đen không nghĩ thế, Yamata đại nhân sao có thể để tên chó má đó gây chuyện được. Ý chính là võ sĩ Nhật phải cướp thanh kiếm về. Mặt ông già tóc bạc biến sắc, vậy cậu nghĩ sao tôi lại bị thương? Chúng ta phải nhanh chóng xử lý cậu ta. Trong mắt người áo đen chợt lóe lên ý muốn giết người. Lúc đầu anh ta còn tưởng ông già tóc bạc kia muốn thu hút sự chú ý của bọn người bố phàm, nên mới giả vờ bị thương, thật không ngờ ông ấy lại bị thương thật. Nếu bây giờ ông ta bị giết, thì tổ chức Hắc Khẩu có thể hoành hành ở Nhật, chuyện cướp được thanh kiếm chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng suy nghĩ này của anh ta chỉ lóe lên trong giây lát mà thôi. Anh ta biết rõ mặt lợi và hại của việc xung đột, nếu mất đi ra thì lông tóc làm gì còn có chỗ để mọc chứ. Còn có cả người đa mưu túc trí như ông già tóc bạc này cũng đã từng đấu với anh ta. Ông ta ngoài miệng thì nói không cần biết ai lấy được thanh kiếm, nhưng thực tế thì mặc kệ là ai lấy được, chỉ cần động đến an nguy của Nhật thì đều phải trả giá. Nếu thanh kiếm đó bị rút ra khỏi vỏ, thì sợ là tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Ở trong đền, đèn đuốc sáng trưng, một đám võ sĩ ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt nặng nề. Giang Hải ngồi ở trên một cái cây cạnh tường đã nhìn thấy tất cả, trời, làm gì mà như chết cha chết mẹ thế. Không bao lâu sau, Giang Hải đã phát hiện ra một vấn đề không đúng, bởi vì, bọn họ có khiêng một cái cáng đi ra từ trong đền, trên cáng là một thi thể được đắp khăn trắng. Chết người thật à, Giang Hải không ngờ được. Người chết chính là vị hòa thượng kia. Anh vốn không biết nhiều tiếng Nhật, một đám võ sĩ khóc vô cùng thương tâm, nói chuyện cũng loạn hết cả lên, làm Giang Hải căng tai lên cũng không hiểu họ nói gì. Anh đang vò đầu bứt tai không hiểu ở trong đền đột nhiên xảy ra chuyện gì. Hả, động đất à? Nhật chính là đất nước của những trận động đất, cho nên nhà ở đây có rất nhiều gỗ ngăn động đất, ngăn chặn lại những sức ép mà trận động đất mang lại. Nhưng, rất hiển nhiên, đây không phải động đất. Tất cả mọi người đang đứng trong sân của đều bị giật mình. Võ sĩ đứng đầu tiên lảo đảo ngã xuống, hoảng sợ nhìn về phía chỗ sâu nhất của đền. Ầm ầm, một loại âm thanh rất nhỏ truyền ra, giống như tiếng sấm sét, trực tiếp đánh vào nơi sâu thẳm trong lòng người. Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời đầy sao. Âm thanh kia giống như thật nhưng cũng như giả, giống như con người ta nằm mơ vậy. Giang Hải nheo hai mắt, trong lòng hơi sợ, loại cảm giác này thật sự rất đáng sợ. Anh cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, thậm chí còn cảm thấy sau lưng hơi lạnh, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Một tiếng gọi quang quác phát ra, bên trong đền, một đám võ sĩ như thấy ma chạy một mạch ra ngoài. Giang Hải trốn ở trên cây, chưa hiểu chuyện gì. Bọn súc sinh này nhìn thấy cái gì mà sợ như vậy chứ? Chỉ trong chớp mắt, trong đền có con ruồi bay ra, còn mấy người kia chạy vội tới mức có mấy kẻ còn làm rơi cả dép gỗ. Giang Hải ở trên cây đợi một lúc lâu, lúc này mới nghi ngờ nhìn xung quanh.
anh thật sự không phát hiện ra điểm kỳ lạ gì ở nơi này, thế mà bọn võ sĩ Nhật đã bỏ chạy không còn ai. Anh từ trên bức tường cao của đền nhảy xuống, cảm thấy dưới chân hơi rung chuyển. Giang Hải nhìn chằm chằm vào căn phòng bày đầy bài vị kia. Anh cảm thấy sự rung chuyển này là từ đó truyền ra. Giang Hải vô cùng cẩn thận bước tới trước cửa, hơi hơi nheo hai mắt. Ngọn đèn dầu vẫn chiếu sáng cả căn phòng. Nhưng ánh lửa lại lắc lư không dừng, mà Giang Hải lại không cảm thấy có gió. Ánh lửa làm từng chiếc bài vị một cũng đong đưa đờ, khiến cho rất khó phân biệt, không khí trở nên âm u rợn người. Ầm ầm, lại thêm một trận, động đất nữa, lần này thì rung lắc rõ ràng hơn, thậm chí nó còn làm đổ cả chiếc bài vị cao nhất. Những phiến đá đặt trên mặt đất nứt ra những vết nứt, giữa căn phòng không ngừng cao lên, chấn động càng lúc càng mạnh. Dường như dưới mặt đất có một con thú cực kỳ lớn đang muốn đội mổ sống dậy. Da đầu Giang Hải đột nhiên run lên, xoay người chạy ra phía ngoài. Từ trước đến nay, Giang Hải chưa bao giờ coi trọng người Nhật. Nhật cũng không thể đào ra được cao thủ đệ nhất gì. Nhưng lần này tới Nhật, đã khiến cho Giang Hải hiểu được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Ở dưới đất thì có thể chui lên thứ gì chứ, nghĩ cũng chẳng ai muốn nghĩ. Thịch, cánh cửa đóng ầm lại, Giang Hải suýt nữa thì đập đầu vào. Giang Hải xoay mạnh người lại, hai mắt trừng lớn, trong nháy mắt hai đồng tử của anh đã co lại như cái kim. Những viên gạch lát nền rung lên bần bật, cái gò đất bây giờ đã cao bằng một nửa người. Phốc, một âm thanh vang lên, một làn khói trắng bốc ra từ gò đất, giống như một đám mây nấm, cuộn, bốc lên. Khóe miệng Giang Hải vừa kéo lên, mồ hôi lạnh chảy tí tách. Lúc này, anh thật sự nghi ngờ, trên đời này chẳng nhẽ thật sự có quỷ. Nếu không có vậy chuyện này là gì chứ? Hay đây chỉ là nền nhà bị sụt lún mà thôi? Chấn động dừng lại rồi. Ánh lửa của đèn dầu cũng bình thường trở lại, ngọn lửa kia vẫn cháy bình thường. Như vậy là xong rồi sao? Anh cố gắng kìm nén khí tức càng nhiều càng tốt, từ từ quay người lại, duỗi tay ra mở cửa. A, à, có một tiếng rên rỉ kéo dài, có vẻ đau đớn, nhưng cũng giống nhẹ nhàng, dễ chịu. Giang Hải dựng hết cả tóc gáy, anh đột nhiên quay người lại, tay nắm chặt sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng, đằng sau, không có gì cả. Nghe lầm, nhất định là anh nghe lầm. Giang Hải tự nhủ là sau khi bước ra khỏi đây, anh nhất định phải tìm bác sĩ để khám tai. Đúng lúc anh đang định mở cửa chạy trốn thì sau lưng, lại có một giọng nói vang lên. Lần này là tiếng nói lắp bắp, lộn xộn, nhưng Giang Hải hiểu ý của câu nói đó. Đó là, Thanh Kiếm, chương 327. Sau đó, lông tơ của Giang Hải dựng thẳng hết cả lên, bởi vì, anh cảm thấy có một luồng khí cực lớn đang tập trung lại. Luồng khí cực lớn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Giang Hải. Và, sau đó, trước mặt anh xuất hiện một bóng ma. Giang Hải nuốt ực một ngụm nước bọt. Rốt cục cũng hiểu vì sao mấy tên võ sĩ hạ nhĩ đó lại chạy trối chết rồi. Giang Hải đúng là chết vì tò mò mà, tự nhiên lại xông vào. Thứ đó hói đầu, mắt cá chết, tai lừa, mỏ vịt, phủ đầy lông tơ vàng và mang mai rùa. Đây, là quái vật. Sau đó, mắt Giang Hải sáng lên, nhớ đến một truyền thuyết. Trên đời này, thật sự có thủy quái sao? Thanh kiếm phá tà hiển chính. Đôi mắt nó vô thần. Chứa đầy sự ghê tởm và phẫn uất. Cái bóng đó bay về phía Giang Hải. Giang Hải hừ lạnh, đột nhiên xuất ra một quyền. Bóng ma đó không phải là thật, nhưng Giang Hải lại cảm thấy cú đấm của mình như đấm vào đá. Ầm, ách, Giang Hải đau đớn kêu rên, bị lực phản lại bay ra ngoài. Anh bị bắn ra ngoài đụng vào cửa làm gãy cả cửa, ngã xuống sân, máu trào ra, hoảng hốt, suýt nữa thì ngất xỉu. Anh cố gắng đứng dậy. Nhưng sức lực đã cạn kiệt, ngón tay cứng không cử động được. Nhưng không nhúc nhích là chết, nên anh nghiến răng thở hổn hển, cuối cùng tay Giang Hải nắm chặt chuôi thanh kiếm trên lưng. Mặc kệ cái bóng này là thật hay giả, cũng chẳng cần biết nó có phải quái vật không. Giang Hải cho dù chết cũng phải chết trong chiến đấu, không thể dễ dàng bị bỏ mạng được. Linh khí trong phòng càng ngày càng mạnh, nhưng con quái vật đó cũng không đuổi theo ra ngoài, Giang Hải thở dài nhẹ nhõm. Từ đó có thể biết được. Anh bị đánh bay ra ngoài là do luồng khí đó cố ý. Thanh kiếm phá tà hiển chính. Giang Hải hiểu được, thanh kiếm này chính là bảo vật duy nhất có thể diệt trừ yêu ma. Ít nhất, là người hạ nhĩ đều cho là như vậy. Anh chống tay đứng lên, lảo đảo rút kiếm ra. Giang Hải không dám ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.
nghỉ ngơi cả đêm, Giang Hải mới cảm thấy khỏe hơn. Nghĩ đến lời nói kia của cái bóng, anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc đó, trước cửa sơn động trong núi, ông già tóc bạc và người áo đen lần lượt nhận được thư báo, phong ấn ở đền Sanio đã bị sụp đổ. Người ta đã từng tiên đoán, chỉ cần Bất Ngôn đại sư viên tịch, thì thứ kia sẽ được giải trừ phong ấn. Người áo đen có vẻ vẫn mơ hồ, thứ kia đúng là quá mạnh, nó phá vỡ cả các định luật khoa học, phá vỡ cả những nhận thức của con người. Rất nhiều người đều cho rằng thứ đó không phải là thứ thuộc về thế giới này. Tướng quân, hiện giờ chúng ta có còn tiếp tục vây giết mấy người bên trong không? Người áo đen do dự không quyết, không biết làm thế nào. Rút, ông già tóc bạc lại nhìn vào trong động, nắm chặt nắm đấm. So với sự an nguy của Hạ Nhĩ, thì việc giết bọn Bố Phàm rõ ràng là không quan trọng bằng. Nếu thứ kia chạy ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho Hạ Nhĩ trở thành địa ngục. Điều quan trọng nhất là đến cả Yamata cũng không thể giết được nó. Ông già tóc bạc lập tức xoay người đi vừa hỏi, đã tìm được cao tăng có thể áp phong ấn xuống chưa? Phong ấn, người áo đen cười nhạo, người cao tăng này còn tồn tại sao? Ông già tóc bạc nheo hai mắt. Lúc trước, ông ta còn cho rằng Hắc Khẩu là đối thủ của mình, nhưng bây giờ, nhìn thấy những người mặc đồ đen ngu dốt như vậy, thì chỉ cảm thấy sự khinh bỉ. Một người không thể, sao không tìm nhiều người vào? Những trận pháp trước đây chẳng nhẽ chỉ dùng để biểu diễn thôi à? Người ở ngoài núi vội vàng rời đi. Bên trong động, Bố Phàm nhìn lên trời, cầm lấy một túi dưa muối nhỏ bên cạnh, cẩn thận lấy ra một miếng nhét vào miệng. Vô cùng cường điệu nhấn mạnh, cái bánh bao này ngon thật. Trên người mọi người đều bẩn, nhưng không ai bị thương. Thất Hồn ngồi trong bụi cỏ bên cạnh đứng dậy, bánh bao, anh mơ đẹp quá nhỉ. Thất Hồn vốn là một người trầm mặc ít nói, nhưng đấy chỉ là ở trước mặt người ngoài. Còn với người quen thì thỉnh thoảng anh vẫn đùa giỡn mấy câu. Muộn nhất thì mai Giang Hải sẽ đến. Họ đã mất liên lạc với Giang Hải cả ngày, Bố Phàm hiểu Giang Hải, anh không là kiểu người cứ ngu ngốc mà xông lên đánh. Không ở bên ngoài đánh lạc hướng của mấy tên người Hạ Nhĩ, giết vài tên xúc sinh thì đúng là quá phí. Tôi lại nghĩ không đến thì tốt hơn. Trong động, khuyết điểm duy nhất là thiếu thức ăn, mọi người đều đã đặt bẫy, nhưng không may mắn lắm, chỉ bắt được vài con thỏ. Ở đây lại nhiều người, nên không đủ nhét kẽ răng. Trên người chỉ còn sót lại hai gói dưa muối nhỏ, để ăn vặt. Lúc này, trên sườn núi, có một bóng người giống như con báo, phóng vụt tới. Bố Phàm, hình như bọn người Hạ Nhĩ đang muốn rời đi, bọn chúng đang thu dọn đồ đạc rồi. Hả, Bố Phàm khẽ nhíu mày. Người Hạ Nhĩ đã vây họ ở trong đồng là đã chiếm được lợi thế rồi mà, sao đột nhiên lại rút đi? Bởi vì bản thân đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nên đã mấy lần Bố Phàm đã lỡ tay suýt mất mạng. Chẳng lẽ, thành công rồi sao? Xem rốt cuộc bọn chúng đang muốn làm gì. Bố Phàm nghĩ là họ đang tương kế tự kế. Thất Hồn đi về phía cánh rừng bên cạnh. Thời gian trôi qua, Bố Phàm ngồi xổm trên một hòn đá, trước mặt anh là một đống đá. Anh sử dụng phương pháp suy luận đội hình để tìm ra mục đích của người Hạ Nhĩ, nếu anh là họ thì anh sẽ làm như thế nào? Nhưng càng nghĩ lại càng rối. Chẳng lẽ, bọn người Hạ Nhĩ còn có quân cứu viện? Nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Lúc này, Thất Hồn đã trở lại. Bọn Hạ Nhĩ đều đi rồi, thậm chí, còn để lại rất nhiều vật phẩm sinh hoạt. Nói xong, Thất Hồn ném một túi đồ xuống đất, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, cái họ cần nhất bây giờ chính là bổ sung năng lượng. Không có độc chứ? Một người hỏi. Thất Hồn xoay người, cắn một miếng lạp xưởng. Mọi người ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Anh ấy ăn như vậy thì sao có độc được chứ? Bố Phàm nhức đầu, mé, sao lại như thế? Tôi đã làm mồi sao chúng lại không câu chứ? Anh thật sự nghĩ mình là miếng bánh ngon hả? Mọi người cười đùa bắt đầu chia nhau thức ăn. Bố Phàm cũng không để mọi người ra nhặt lều trại của bọn Hạ Nhĩ. Anh ấy sắp xếp người trực để mọi người đều được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Sáng sớm ngày hôm sau, Bố Phàm vươn vai cài lại thắt lưng. Cách đó không xa có một ngọn khói bay lên, không biết là ai, từ trong lều của bọn Hạ Nhĩ nhặt ra một bình rượu. Phải công nhận đồ chiến đấu của bọn Hạ Nhĩ dùng rất tốt. Bố Phàm đột nhiên nâng một bàn tay lên, trong nháy mắt mọi người đều câm miệng, không phát ra một tí âm thanh nào. Là tiếng động cơ của xe Việt dã. Bố Phàm thở dài, chậm rãi nằm xuống, lần này đến Hạ Nhĩ đúng là phí thời gian mà.
Kế hoạch ban đầu là bố Phạm sẽ lợi dụng lỗ hổng của Hạ Nhĩ để ám sát ông già tóc bạc trong một cuộc hành quân, chặt đứt người đứng đầu của chúng. Nhưng không ngờ lão già này lại tinh danh như vậy, chỉ phái 20 mấy tên phế vật đến thanh thiền thôi. Sau nhiều lần bố Phạm thua liên tiếp và chạy đến cái động vô danh này. Chờ Giang Hải xử lý xong việc ở thanh thiền, nhất định sẽ đến Hạ Nhĩ, lúc đó không chỉ có ông già tóc bạc kia phải chết mà ngay cả tổ chức hắc khẩu kia cũng phải chết. Tuy nhiên, ông trời không thuận theo họ. Giang Hải mèo mù lại vớ được thanh kiếm phá tà hiển chính, lại vô tình hại chết Bất Ngôn đại sư. Phá giải phong ấn thả ra một con quái vật. Nhà mình bị cháy, vợ con bỏ chạy theo người khác thì làm sao người Hạ Nhĩ còn có tâm trạng để chiến đấu với nhóm bố Phạm nữa chứ? Thất Hồn ngửa mặt lên trời huýt sáo, nhịp điệu du dương, như một con chim vàng anh. Một lúc sau Giang Hải đã đỗ xe cách đó không xa. Anh uể oải xuống xe, cau mày, anh. Hai người còn thân hơn cả anh em nên Giang Hải luôn gọi như vậy. Bọn Hạ Nhĩ đâu rồi? Bố Phạm nhún nhún vai, tôi không thơm, nên bọn chúng không thích. Giang Hải nở nụ cười, có cảm thấy mình còn không bằng cả con lợn không? Thấy mọi người đều có ăn có uống, anh cười trêu chọc. Bố Phạm nghiêng đầu, quan sát hai mắt của Giang Hải, sắc mặt đột nhiên cứng lại. Cậu bị thương à? Đôi môi của Giang Hải khô khốc, miễn cưỡng cười. Đến bây giờ Giang Hải vẫn còn nghi ngờ con thủy quái kia là thật hay giả, chắc chỉ có trời mới biết. Bị một cái bóng đánh cho bị thương, anh mà nói ra ai mà tin chứ? Giang Hải cởi thanh kiếm trên lưng xuống, anh đoán xem đây là cái gì? Vừa trộm được à, bố Phạm cười nhận lấy, còn rất nặng. Đột nhiên lại cảm thấy thích thanh kiếm dài bọc vải này. Đồ vật mà được Giang Hải coi trọng chắc chắn là không bình thường. Đây là cái gì? Anh ấy cởi mảnh vải ra, ở trên chuôi kiếm còn có một chuỗi tràng hạt. Cậu trộm kiếm Kusanagi à? Giang Hải cười nhạo, anh cũng không ngốc như vậy, đồ của Hạ Nhĩ Hoàng, đại diện cho vị thần của một quốc gia, thậm chí còn được coi là những đồ do trời ban, dù sao thì anh cũng không nên chạm vào. Đừng nói là Giang Hải, cho dù là người mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, dù có cơ hội cũng sẽ không làm. Hơn nữa, chưa ai từng nhìn thấy thanh kiếm thật, có thể thanh kiếm được lấy ra trong buổi lễ đó là đồ giả. Đây là thanh kiếm phá tà hiển chính là cái mà sư phụ từng nói cho chúng ta biết ý. Cậu nói cái gì, bố Phạm trừng lớn hai mắt, nhưng làm sao biết thanh kiếm này là thật hay giả? Hơn nữa, sắc mặt bố Phạm bắt đầu trầm xuống. Hơn nữa cái gì, Giang Hải hỏi. Sư phụ từng nói, hắc cảnh của Hạ Nhĩ là thần khí để phong ấn một thứ gì đó rất kinh khủng. Nếu lấy nó đi, thì thế giới sẽ gặp nguy đó. Giang Hải bĩu môi, chỉ coi như đang nghe bố Phạm kể chuyện cổ tích. Sao em chưa nghe nói chứ? Giang Hải. Nguồn gốc của đế vương là gì? Giang Hải ngẩn ra, đây chính là vấn đề mà đế vương vẫn theo đuổi sao? Nếu Giang Hải biết thì anh cần gì phải giao dịch với người Do Thái chứ? Nếu biết nguồn gốc của đế vương, Giang Hải đã không cần phải đến thần miếu, và vùng đất Canaan. Sư phụ từng nói, nguồn gốc của đế vương chính là tận cùng của thế giới. Lúc ấy anh còn nhỏ, không biết những lời này là có ý gì. Giang Hải nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tận cùng của thế giới. Vấn đề này khó hiểu vậy sao? Chẳng lẽ, đế vương không phải là đại diện cho lợi ích trong thế giới ngầm của phương Đông, mà là một khái niệm triết học à? Bố Phạm còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tiếng nói lanh lảnh vang lên, cái thứ ở dưới phong ấn là đến từ tận cùng của thế giới à? Khóe miệng Giang Hải giật giật, điều này cũng quá khủng khiếp rồi. Nguồn gốc của đế vương đến từ tận cùng của thế giới, có nghĩa là cùng đến với con quái vật kia sao? Tuy nhiên, Giang Hải cũng biết, bố Phạm sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa. Anh tưởng cậu biết chuyện này chứ? Chương 328. Giang Hải nhắm mắt cúi thấp đầu, lúc này, sức lực của anh như bị rút hết. Anh ngồi trên mặt đất, tự giễu, sư phụ chọn em làm người tiếp quản đế vương, nhưng em lại chẳng biết gì. Thứ sư phụ biết chưa chắc đã có ý nghĩa nhiều, hoặc là cũng không phải chính xác. Bố Phạm vỗ vỗ bả vai của Giang Hải. Nhìn thanh kiếm trong tay. Giang Hải hỏi, em nên trả lại thanh kiếm này hay là giữ lại? Đó cũng là một chuyện rất khó giải quyết, thế giới náo loạn thì cũng chẳng có lợi gì cho phương Đông. Bố Phạm sắp xếp đồ đạc, không có truy binh, thì tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có lợi gì nữa. Anh không thèm để ý nói, anh thì hy vọng thế giới náo loạn luôn ý. Như vậy thì có thể biết được nước đứng đầu sẽ có động thái gì.
Chiến tranh đôi lúc không chỉ mang tính hủy diệt, mà còn là cơ hội tốt nữa. Chiến tranh và náo loạn Giang Hải đều không quan tâm, bản thân mình ở trong thế giới ngầm vốn đã chẳng bao giờ được bình yên cả. Thậm chí, trong thế giới ngầm còn có quy luật ngầm là chiến tranh không bao giờ ngừng. Vậy thì, thanh kiếm này là của em rồi. Giang Hải cười, rồi nhìn chằm chằm Bố Phàm. Hai người ánh mắt trao đổi, đều hiểu ý trong mắt của đối phương. Bố Phàm khụt khịt mũi, anh đi Kyoto một chuyến, nghe nói phụ nữ ở đó phục vụ rất tốt. Em cũng muốn đi, làm sao bây giờ? Giang Hải lắc lắc đầu. Cậu đã kết hôn rồi đấy, muốn phản bội hôn nhân à? Đầu Bố Phàm hơi nghiêng, cướp lấy thanh kiếm trong tay Giang Hải. Giang Hải trốn ở một bên, cười hắc hắc, anh về trước đi, gần đây anh cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi một chút đi. Mặt Bố Phàm biến sắc, thoáng chốc đã trầm xuống, thở dài, không nói thêm gì nữa. Từ trước đến nay, vị trí đế vương đều chọn hai người, một người là người dự phòng. Một khi người đầu tiên gặp nguy hiểm, thì người dự phòng sẽ lập tức tiếp nhận vị trí đó. Tình huống này vẫn sẽ tiếp tục duy trì như vậy cho tới khi Giang Hải tìm được người thừa kế, và bắt đầu bồi dưỡng người mới thành tài mới thôi. Hiện giờ, Phòng Thiên Thọ vẫn còn nhỏ, cần ít nhất 10 năm nữa mới có tư cách gia nhập vào danh sách người thừa kế. Thất hồn, đi theo tôi. Giang Hải cười, dùng bả vai huých Bố Phàm một cái. Anh về nghỉ ngơi một thời gian đi, bao giờ về em sẽ bảo Uyển Như giới thiệu bạn gái cho anh. Anh không biết đâu, tập đoàn Uyển Như có rất nhiều người đẹp, béo gầy đều có, anh thích kiểu người như thế nào cũng được, không cần ngại đâu. Bố Phàm đẩy Giang Hải ra, biến. Bọn họ chia làm hai nhóm nhỏ, Giang Hải và Thất Hồn đi Kyoto. Nhóm còn lại cùng Bố Phàm rời khỏi Hạ Nhĩ, làm theo lệnh của Giang Hải, lúc đi còn tiện tay mang đi chiếc hộp gỗ. Anh đã giao chiếc hộp gỗ đó cho Bố Phàm, anh cảm thấy những hình vẽ trên chiếc hộp đó chắc là có ý nghĩa gì đó. Trăng sáng sao thưa, gió thổi nhẹ nhẹ. Đêm nay đền thờ ở Sanrio đã tập trung lại hơn 100 vị cao tăng. Họ chia nhau ngồi xung quanh, nghiêm túc ngồi quay mặt về phía đền thờ. Ở bên trong đền thờ, sức mạnh hống hách bên trong đã trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cảm giác chấn động nhẹ giống như một vùng nước yên tĩnh bị động, như gợn sóng vô hình lan ra mọi hướng. Một tiếng gầm phát ra rất lớn. Vị cao tăng đứng đầu vẫn đang niệm kinh, vẫy tay bảo các vị sư ngồi về vị trí của mình. Việc cúng bái vừa rồi chỉ được coi như là mở màn. Cũng chẳng ai biết liệu có thể trấn áp được thứ kia hay không. Mà lúc này Giang Hải và Thất Hồn lại ngồi trên một chiếc xe, nghênh ngang tiến về phía Kyoto. Giang Hải chẳng quan tâm con quái vật ấy có bị thả ra hay không. Việc trấn áp tai họa thì người phương Đông là số một luôn. Ở Kyoto, những người bình thường vẫn ca hát và nhảy múa. Cuộc sống về đêm ở Kyoto chỉ mới bắt đầu. Tất cả những người của Hoàng thất cũng đang cúi lạy. Trước mặt họ có một cánh cửa tối thui. Bên trong cánh cửa, phát ra tiếng kêu răng rắc, như thể có thứ gì đó đang ăn xương. Yamata đại nhân, xin hãy ra tay. Tiếng nhai ngừng lại, sau đó lại phát ra một tiếng tát vào miệng. Âm thanh rất to khiến cho mấy người trẻ của Hoàng thất run rẩy. Qua âm thanh đó, trong đầu mọi người đã liên tưởng đến một hình ảnh, một cái miệng lớn đầy máu, đang gặm cắn, nước dãi trong miệng chảy ra, toát ra mùi hôi thối ngột ngạt. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tôi không nhất thiết phải ra tay, triển khai một trận pháp nhỏ là đủ rồi. Tốt nhất là các vị nên tìm được Thanh Jurumaru càng sớm càng tốt, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được. Ngoài cửa, tất cả cùng nhau hát lên lên tiếng hát kính trọng, từ từ lui người đi ra. Tiếng nhai lại vang lên, một vũng máu chậm chậm chảy ra từ khe cửa. Xem ra bọn chúng vẫn muốn tiếp tục gây chuyện, bọn phương Đông đúng là muốn chết mà. Bên trong cánh cửa, tiếng nói phát ra chính là tiếng Trung, giọng nói âm trầm khủng bố. Chấm. Uống một chút đã nhỉ. Giang Hải mỉm cười. Mặc dù đã muộn, trên đường vẫn đông nghịt người. Quá nhiều người thì bọn họ sẽ không tiện hoạt động. Nhìn rừng cây nhỏ bên kia đường, ánh mắt Giang Hải dần trở nên xa lạ. Võ sĩ Hạ Nhĩ và tổ chức Hắc Khẩu hiện đang phải lo chuyện ở đền thờ, nên ở Kyoto không còn có cao thủ trấn giữ nữa. Giang Hải và Thất Hồn có thể ngang nhiên mà đi lại. Hai người đi một vòng quanh Hoàng Cung, cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Nửa đêm Giang Hải và Thất Hồn vẫn tỉnh táo. Hai người trao đổi ánh mắt một chút rồi lẻn vào rừng cây. Vừa đi vào rừng cây, Giang Hải đột ngột dừng lại không muốn đi quá xa. Sau đó, Thất Hồn cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Không đúng,
Giang Hải thầm nói. Khi đó, cảm giác bị nhìn chằm chằm như lúc ở đền thờ Shimosaki lại xuất hiện, lần này, Giang Hải cảm thấy tim đập nhanh. Toàn thân anh cứng đờ, không đi tiếp được nữa. Chẳng lẽ, anh lại gặp quái vật? Trước đây anh chưa bao giờ nghe nói ở Hạ Nhĩ lại có nhiều quái vật như vậy. Thủy quái không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Truyền thuyết liệu có thể là thật không? Sắc mặt Giang Hải bắt đầu trầm xuống, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bởi vì truyền thuyết đôi lúc cũng có thể là thật. Cũng giống như những thứ mà Giang Hải phát hiện ra khi bước vào thập thánh cảnh, ai dám khẳng định rằng trên đời này tồn tại thần linh hay không? Nếu trên đời này tồn tại thần linh, thì đương nhiên cũng có thể tồn tại quái vật. Đế vương, anh đi trước đi. Thất hồn bắt đầu bày ra tư thế phòng thủ, kiếm của anh ấy rất nhanh, nếu không tới lúc cấp bách thì sẽ không rút ra. Thay vì gọi nó là kiếm, thì nên gọi nó là ám khí thì đúng hơn. Cùng nhau đi, Giang Hải biết nếu cứ tiếp tục đi tiếp sẽ không ổn, thôi thì cứ ở lại cùng nhau cũng được. Giờ đi, có phải là quá muộn rồi không? Lại là giọng nói bằng tiếng Trung kia vang lên. Thần kinh Giang Hải thắt lại yên lặng, sau lưng anh xuất hiện một bóng đen. Tim anh đập thình thịch, Giang Hải chưa từng gặp phải đối thủ như vậy, rõ ràng là anh đang đứng trước mặt gã, nhưng ngoài đôi mắt ra, anh hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của gã. Gã giống như là một bức tượng vậy. Thất hồn nghiêng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Giang Hải. Vô dụng thôi. Giang Hải chậm rãi nói. Đến anh còn không cảm nhận được sự tồn tại của gã ta, thì nếu thất hồn xông lên cũng chỉ là tự nạp mạng thôi. Cũng biết tự lượng sức mình đấy. Bóng đen kia vẫn đứng yên tại chỗ, cười khặc khặc rất kinh dị khiến người nghe phải nổi da gà. Tiếng nói này không hề giống tiếng người vọng lại. Hơn nữa, dáng người của đối phương. Cả người gã ra được che phủ hoàn toàn bằng một chiếc áo choàng, nếu không có tiếng nói, Giang Hải còn nghĩ rằng đó là một con gấu nâu lớn chứ không phải con người. Người thì sao lại cao lớn to béo như vậy chứ? Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời vô ích. Thất hồn bỏ thanh kiếm phá tà hiển chính trên người mình xuống, rút ra khỏi vỏ. Biết rõ không đánh lại, trốn cũng không thoát, Giang Hải chỉ có thể lựa chọn chết trong lúc đánh. Giang Hải không nhớ nổi bản thân đã đối mặt với cái chết bao nhiêu lần rồi. Sự sợ hãi và rụt rè ban đầu đã không còn, bây giờ khi đối mặt với những hiểm nguy, Giang Hải cũng chỉ có lực bất tòng tâm. Trong lòng anh cũng rất hối hận, anh không ngờ ở Kyoto lại có nhân vật kinh khủng như vậy. Bóng đen vội vàng tiến lên, kích động nói, thanh kiếm phá tà hiển chính. Đúng là đi mòn giày không tìm thấy, nhưng không cần tốn sức cũng thấy. Giang Hải khẽ nhíu mày. Xem ra thanh kiếm này anh còn cầm chưa nóng tay đã trở thành chiến lợi phẩm của người khác rồi. Anh đánh mắt nhìn thất hồn, Giang Hải hơi gật đầu, nhanh như chớp chạy về phía cái bóng đen kia. Thanh kiếm trong tay anh phát ra âm thanh xé gió. Giả thần giả quỷ. Thất hồn cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt. Lúc Giang Hải xông lên, anh ta đã nhanh chóng bỏ chạy theo một hướng khác. Hai mắt tràn ngập nước mắt, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ. Nếu để thất hồn ngăn bóng đen lại thì Giang Hải nhất định sẽ không đi. Hơn nữa, thất hồn cũng không thể cản được gã dù chỉ một giây. Hai người họ đã lang thang bên bờ vực sinh tử quanh năm, nên mỗi người đều rất lý trí. Thất hồn biết nhiệm vụ của mình rời đi và nói hết tất cả những chuyện này cho bố Phàm. Nếu Giang Hải và anh ta cùng bật vô âm tín thì đế vương nhất định sẽ ra tay tra rõ ngọn ngành, tới lúc đó không biết là sẽ khiến cho bao nhiêu người Hạ Nhĩ phải chết. Anh em chính là có thể tin tưởng giao cả tính mạng cho nhau. Trong mắt Giang Hải rất quyết đoán, bởi vì lần phát kiếm này rất có thể là lần cuối cùng của anh. Nhưng ngay sau đó, đồng tử Giang Hải chợt to ra. Thanh kiếm phá tà hiển chính xuyên qua không khí một đường duy nhất, giống như nó chỉ xuyên qua một bóng ma. Hít! Giang Hải hút sâu một hơi. Vậy mà, lại nhanh như vậy sao? Anh còn chưa kịp tuyệt vọng thì phía sau đã vang lên tiếng thở dốc. Anh xoay người lại, đấm thật mạnh. Quyền này Giang Hải đã dùng hết sức lực. Nhưng sau đó, Giang Hải nghiêng người sang một bên. Anh hốt hoảng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này thất hồn chưa kịp chạy xa đã bị bóp nghẹt cổ họng, hai chân buông thõng trên không, mặt đỏ bừng vì ngạt thở. Bóng đen đứng ở phía sau anh ta. Tuy nhiên, thứ đang giữ cổ họng của thất hồn là một chiếc móng vuốt chỉ có ba ngón. Quái vật! Giang Hải nở nụ cười. Xem ra tính mạng của anh thật sự phải bỏ lại ở đây rồi. Hạo nhiên chi khí. Con quái vật từ từ siết chặt móng vuốt của nó, chân tay thất hồn đã co giật,
sâu trong cổ họng của anh, phát ra một âm thanh kỳ lạ. Trước hết hãy buông cậu ấy ra đã. Giang Hải thu kiếm lại. Dứt khoát đi đến. Mày là ai? Giang Hải vốn định liều mạng, không cần biết nó là ai, cứ thế giết đi. Nếu như phải chết, thì phải chết cho thoải mái, như thế cũng là một loại giải thoát. Từ khi gia nhập thế giới ngầm, Giang Hải đã xác định như vậy rồi. Bởi vì trên đời này, không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là, mày là ai? Giang Hải rất ngạc nhiên khi bóng đen đó thu vút lại, thả thất hồn ra. Thất hồn ngã sấp xuống đất, ôm lấy yết hầu của mình, thở hổn hển, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Giang Hải, không phải, tao đang hỏi là hạo nhiên chi khí của mày, là từ đâu ra? Là ông nội của mày đã dạy tao đó. Giang Hải cười, trong lòng không sợ hãi tí nào. Con quái vật này có vẻ không được thông minh cho lắm, nó im lặng một lúc lâu, dường như đang cố gắng hiểu các mối quan hệ. Tao không có ông nội. Cuối cùng, câu nó nói khiến Giang Hải suýt hộc máu. Chương 329. Khóe miệng Giang Hải giật giật, hình như IQ của con quái vật này hơi thấp một chút. Chẳng lẽ, mày không biết tao chính là ông nội mày sao? Dù sắp chết đến nơi rồi, nhưng Giang Hải vẫn không thèm để ý mà chọc tức nó. Không biết, cái bóng đen vẫn còn mơ hồ. Mày còn chưa nói, hạo nhiên chi khí của mày là từ đâu ra? Mắt Giang Hải xoay chuyển, chuyện này tao không thể tùy ý nói cho mày biết được, tao sợ ông nội của mày biết. Phải làm gì mày mới nói cho tao biết? Tao phải hỏi ông nội mày trước mới được. Giang Hải chỉ vào thất hồn, mày thả cậu ta ra trước, không có cậu ta tao sẽ không thể tìm được ông nội mày. Được, mày nhất định phải nói cho tao biết, hạo nhiên chi khí của mày là từ đâu ra? Dưới áo choàng đen thò ra một cái chân lợn, nó đá thất hồn bay đến trước mặt Giang Hải. Giang Hải nháy mắt mấy cái, đây là nó đang thả bọn họ đi sao? Lúc này mà không đi thì còn đợi đến khi nào nữa? Giang Hải ôm lấy thất hồn, xoay người bước đi. Phía sau không có tiếng gì, cho tới khi hai người đứng ở dưới ánh đèn sáng ven đường, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Giang Hải suy sụp ngã xuống đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đối mặt với một đối thủ như vậy, Giang Hải đã xác định là sẽ phải bỏ mạng lại nơi này. Ngàn lần không ngờ bản thân vẫn có thể qua được nạn này. Trong rừng cây, dưới lớp áo choàng đen, có một tia sáng kỳ lạ. Hy vọng, mày có thể tìm được chân tướng. Tao đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi. Bóng đen biến mất, sau đó đã xuất hiện trong hoàng cung. Cánh cửa đen đóng lại, sau đó lại phát ra tiếng nhai nuốt. May mà con súc sinh đó hơi ngốc, Giang Hải lau mồ hôi trên trán. Sắc mặt thất hồn tái nhợt như tờ giấy. Anh ta bị thương không nhẹ. Giang Hải hỏi, sao rồi? Ít nhất cũng cần nửa tháng mới hồi phục được. Vậy chúng ta tìm chỗ trốn trước, tình trạng hiện tại của bọn họ cũng không tốt. Hơn nữa, nửa tháng cũng là một khoảng thời gian dài. 10 ngày sau, Giang Hải sẽ phải xuất hiện tại hội nghị bàn tròn của Linh Ngụy Hội. Chờ thất hồn bình phục được một chút, Giang Hải sẽ thông qua con đường đặc biệt của đế vương, cùng thất hồn lên một con thuyền buôn lậu. Hai người ở trong một container tầm 4 ngày. Tất cả các sinh hoạt như ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó. Đợi khi hai người được ra ngoài thì họ đã đến đảo rồi. Một tuần sau, Linh Ngụy Hội sẽ diễn ra cuộc họp ở nơi này. Sức mạnh của thất hồn vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đi lại đã không còn khó khăn nữa. Anh từ bên ngoài trở về, cởi mũ ném sang một bên. Đế vương, thứ kia ở Hạ Nhĩ, tôi đã tra được một chút tin tức. Cái gì? Yamata? Giang Hải nhướng mày, cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ, thật sự tồn tại cuộc chiến giữa thần và ma sao? Đương nhiên, tất cả các nền văn minh có lịch sử lâu đời đều có những ghi chép về các truyền thuyết. Hay nói một cách trực quan hơn là tất cả các nền văn minh đều bắt đầu từ thần thánh và ma quỷ. Chúa sáng tạo ra sinh linh vạn vật, và chúng sẽ sinh sôi nảy nở trên thế giới này. Tuy nhiên, sau đó, các vị thần sẽ dần biến mất. Cho đến khi chỉ còn lại các truyền thuyết khác nhau. Không ai biết, những vị thần đó hiện đang ở đâu. Ở phương Đông có ghi lại một trận chiến lớn thời cổ đại, trận chiến giữa thần và ma. Hoàng thượng Nhiếp Chính, tổng cộng có 81 anh em Sivu. 81 thần và ma này, có ngoại hình giống động vật và nói tiếng người, đầu bằng đồng và trán bằng sắt, thống trị 4 phương. Sau đó, Sivu không phục hoàng đế, nên mới dẫn tới đại chiến. Lúc đầu,
hoàng đế thất bại nhiều lần. Sau đó lại xuất hiện một huyền nữ, cô ta đưa cho lính của hoàng đế lá bùa, Sivu lập tức bại trận. Nếu như truyền thuyết của Hạ Nhĩ là thật, thì truyền thuyết của Phương Đông, thậm chí là truyền thuyết của những nền văn minh khác, chẳng phải đều có thể cũng là thật sao? Có lẽ, con quái vật đó là một con quái vật đột biến, cũng có thể nó trở nên như thế này là bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Giang Hải chậm chậm lắc đầu, trong thập thánh cảnh, trong quyển sách đó. Cái đỉnh kia, có lẽ, có thể tìm thấy câu trả lời ở thần miếu, vùng đất lập thí. Mấy ngày sau, hai người Giang Hải chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài, ngay cả cơm cũng để người khác mang vào. Giang Hải đang nghiên cứu một đống tài liệu vừa mới được gửi tới. Linh Ngụy Hội bề ngoài là để duy trì hòa bình thế giới, nhưng ai cũng biết cái gọi là hòa bình đều là kết quả của sự thỏa hiệp lẫn nhau. Trong lịch sử, hầu hết các cuộc chiến đều là do thành viên của Linh Ngụy Hội gây ra. Từ khi Linh Ngụy Hội được thành lập tới nay, chỉ có 5 chiếc ghế, nhưng Phương Đông từ đầu đến cuối đều không có được chiếc ghế nào. Là bởi vì trong quá khứ Phương Đông luôn quá mạnh, mà hiện giờ thì Phương Đông lại quá yếu. Có lẽ trong này có bí mật gì đó mà không thể nói ra được. Nói về 5 chiếc ghế hàng đầu này, lịch sử cũng đã có những thay đổi, một số gia tộc đã bị loại ra, một số gia tộc lại được thêm vào. Chẳng hạn, lúc đầu không có tòa thánh. Tòa thánh này đã thay thế là một gia tộc cổ xưa ở Europa, nhưng gia tộc này đã sa sút, thậm chí đến bây giờ họ đã hoàn toàn biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử. Còn người lập dị dù có bị hãm hại như thế nào, bị xua đuổi như thế nào, thì từ đầu đến cuối đều có một vị trí trong Linh Ngụy Hội. Gia tộc HD, một gia tộc danh giá, ở Europa. Gia tộc này đã từng là những người thống trị đế quốc La Mã thần thánh, nên có thể tưởng tượng được quyền thừa kế của họ mạnh như thế nào. Gần như toàn bộ hoàng thất của Europa đều có liên quan đến gia tộc này. Những cuộc chiến trước đây của Europa hầu như đều là mâu thuẫn giữa gia tộc này và gia tộc Hebrew tổ tiên của người lập dị, mà thứ hai gia tộc đó bị thiệt hại đều là lợi ích, còn những đau khổ thật sự thì toàn những người bình thường phải gánh chịu. Gia tộc Hắc Ám. Có lẽ không có nhiều người biết gia tộc này, nhưng, ở Athena, không ai là không biết đến gia tộc này. Gia tộc Hắc Ám luôn tin rằng gia tộc họ có một thánh nữ, Athena đầu thai nhiều lần đều vào gia tộc họ, vì vậy nên trong tộc luôn đặt tên con gái là Athena. Còn về việc chuyện này là thật hay chỉ là một âm mưu nào đó của gia tộc Hắc Ám, thì không ai biết được. Thế giới ngầm vẫn luôn lan truyền một câu nói nổi tiếng của Athena, tôi muốn quên đi cái họ Hắc Ám, bởi vì gia tộc đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Gia tộc Hắc Ám cũng mắc lỗi giống như người lập dị, đó chính là kết hôn cận huyết. Mỗi khi Athena tái sinh, đều là sự kết tinh của việc kết hôn cận huyết trong gia tộc này. Việc này cũng nổi tiếng là lời nguyền Hắc Ám. Theo truyền thống của gia tộc thì đàn ông sẽ không được trọng dụng. Họ chỉ coi đàn ông như một công cụ sinh sản mà thôi. Bởi vì nếu một người đàn ông chấp nhận quyền thừa kế, thì người đàn ông đó sẽ chết một cách kỳ lạ. Lời nguyền này đã được xác minh rất nhiều lần rồi. Hắc Ám là một gia tộc nữ quyền và một gia tộc theo tư tưởng mẫu hệ đúng nghĩa. Trên sách vở chỉ có những con chữ cứng nhắc, không có một bức ảnh nào. Giang Hải nghe nói Athena hiện tại là một người con gái rất đẹp, chỉ cần đi lại thôi cũng có thể khiến cho đàn ông phải hét lên. Gia tộc cuối cùng tuy không có núi có sông nhưng cũng là một gia tộc có bề dày lịch sử, từng trải qua bao gian nan khó khăn. Gia tộc Gandhi. Có thể gọi họ là người Babylon, hoặc gọi họ là người Philistine. Gia tộc người lập dị muốn đến vùng đất lập thí. Nhưng lập thí vốn dĩ lại là quê hương của người Philistine. Người lập dị đã cướp lấy nhà của người Philistine bằng chiến tranh. Sau đó, người Philistine trở thành người Babylon và dần dần mạnh hơn, họ tấn công phương Nam, chiếm đóng Jerusalem, rồi bắt giữ rất nhiều người lập dị. Lý do người lập dị đồng ý với Giang Hải để đế vương tham gia Linh Ngụy Hội, đương nhiên họ cũng đã biết được lợi và hại rồi. Gia tộc Hắc Ám luôn là người có thái độ trung lập. Không bao giờ gây chiến với người khác. Đối với những gia tộc chủ trương hiếu chiến thì điều họ quan tâm nhất chính là tìm được vị trí để tàu hải tặc của họ dừng chân. Gia tộc Gandhi và người lập dị thì có mối hận truyền kiếp, bởi vì họ có mối quan hệ mật thiết với tòa thánh. Gia tộc có mối quan hệ gần gũi nhất với người lập dị, đương nhiên là gia tộc HD. Từ xa xưa đã có sự mâu thuẫn giữa đức tin và phép tắc của hoàng tộc, trong các cuộc tranh giành quyền lực. Gia tộc HD và tòa thánh đã xảy ra các mâu thuẫn. Lần này họ họp là vì muốn phá bỏ các tục lệ cũ, thêm một chiếc ghế nữa, gia tộc Gandhi có lẽ là khó thuyết phục nhất.
nhưng gia tộc Gandhi đã đồng ý, vì vùng đất lập thí là quê hương của tổ tiên họ, và nơi đó đất chảy ra sữa và mật ong, và cũng chính là nơi sản sinh ra nền văn minh của họ. Nhìn những tư liệu này, Giang Hải vuốt cằm, suy nghĩ miên man. Tuy nhiên, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ. Giang Hải và Thất Hồn liếc nhau, cùng nở nụ cười. Theo như dự đoán của Giang Hải, đế vương, chủ nhân của chiếc ghế mới vừa được Linh Ngụy hội thông qua, nhất định sẽ được rất nhiều người đến chúc mừng. Quả nhiên đúng lúc này có người gõ cửa, nhưng sớm hơn nhiều so với dự đoán của Giang Hải. Thất Hồn mở cửa. Ngoài cửa có một ông già đầu tóc bạc phơ. Ông ta mặc lễ phục, đầu đội mũ, ông ta cởi mũ xuống đặt trước ngực cúi người chào. Xin hỏi, đây có phải phòng của anh Giang không? Ông là ai? Giọng nói của Thất Hồn lạnh như băng, không có độ ấm nào, ngay cả khi nói chuyện với người phục vụ giao bữa ăn hàng ngày, thái độ của Thất Hồn cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều. Ôi, anh Giang yêu quý, tôi là quản gia của gia tộc Gandhi, tôi có thể vào được không? Giang Hải mỉm cười nói, hoan nghênh ông tới. Butler bước vào cửa, Thất Hồn đóng cửa lại. Giang Hải lười biếng ngồi, nghiêng đầu ra hiệu quản gia tùy tiện ngồi, nhưng thật ra trong nhà chỉ có một cái ghế. Butler ngồi xuống, trước tiên nhìn Giang Hải, sau đó cười hỏi, anh Giang, anh trẻ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Người phương Đông nổi tiếng là điềm đạm, nhưng tôi cũng chưa gặp nhiều người trẻ tuổi. Thật ra người phương Đông quan tâm đến kinh nghiệm nhiều hơn. Giang Hải bĩu môi, không nói gì. Butler làm nhảm, tiếp tục nói những lời tâng bốc. Giang Hải rất vui, tuy rằng ông ta đạo đức giả, nhưng Giang Hải cảm thấy mỗi lời nói của ông ta đều rất chân thành. Thất Hồn nghe không nổi nữa, lạnh lùng nói, có chuyện gì ông cứ nói ra đi, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi. Butler không cảm thấy xấu hổ chút nào, và mỉm cười, anh Giang thân mến, anh cũng biết vùng đất lập thí là vương quốc của gia tộc Gandhi chúng tôi. Mỗi giọt sữa và mật ong chảy ra đó đều phải thuộc về gia tộc Gandhi của chúng tôi. Ngoặc kép. Giang Hải chậm rãi giơ tay lên, trên mặt nở nụ cười kiên định. Mọi người vẫn nói người da trắng tính tình thẳng thắn, nhưng Giang Hải vẫn chưa từng gặp qua ai như vậy cả. Tôi thừa nhận, vùng đất lập thí thuộc về các người. Giang Hải nhún nhún vai, sau đó thì sao? Ý của anh chính là, nhà của mấy người thì mấy người tự đi mà bảo vệ. Nhưng vấn đề là bây giờ họ chỉ là người đứng tên trên danh nghĩa thôi, hơn nữa cái danh nghĩa này cũng chỉ là do họ tự phong mà thôi, chẳng ai thừa nhận cả. Giang Hải chậm rãi đứng lên, hừ lạnh một tiếng, muốn đi thì cứ nói thẳng. Không cần vòng vo. Butler mù mờ, không hiểu được, nhưng vẫn thấy được sắc mặt của Giang Hải rất xấu. Chương 330. Giang Hải làm động tác đếm tiền, Butler, ông nghĩ chúa phái tôi đến để cứu mấy người sao? Lúc này họ mới nói chuyện vào vấn đề chính, đó chính là lợi ích. Tuy tài sản của gia tộc Gandhi không bằng người lập dị, nhưng tiền bạc họ cũng chẳng thua ai. Người ta đồn rằng năm đó Hitler gây ra Thế chiến thứ hai, là dưới sự kiểm soát được gia tộc Gandhi, việc Hitler phục vụ cho gia tộc Gandhi, chính là điều mà người Đức cảm thấy bị sỉ nhục nhất. Lịch sử như thế nào, không ai quan tâm, nhưng vấn đề là lúc ấy Hitler đã cướp bóc được rất nhiều của cải. Nhưng đến khi thu hồi thì chỉ tìm thấy một phần rất nhỏ. Những thứ này đã biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử. Nếu nói những thứ này không nằm trong túi của gia tộc Gandhi, thì ai mà tin được? Đối mặt với kẻ giàu có như vậy, đương nhiên Giang Hải sẽ không nương tay rồi. Anh Giang thân mến, anh muốn thế nào? Butler nở nụ cười trên môi, rất tự tin khi nói về sự giàu có của mình, họ cũng giống như người lập dị vậy, nhà chả có gì ngoài tiền. Giang Hải nhún vai, không hề che giấu sự xảo quyệt trong mắt mình. Anh đứng dậy lấy một chai rượu, mở nút chai rót cho Butler một ly, nhưng chính mình lại không có thói quen uống. Vậy thì còn phải tùy thuộc vào việc, liệu ông Butler có thể đưa ra một cái giá khiến tôi rung động hay không? Người của nhà Gandhi muốn đến vùng đất lập thí, thì Giang Hải phải gật đầu mới được, tuy nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì người lập dị nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản họ. Tuy nhiên, gia tộc Gandhi và người lập dị đạt được thỏa thuận như thế nào, Giang Hải không quan tâm. Giang Hải đặt bình rượu xuống, nói, người phương Đông chúng tôi vẫn có câu, đầu cơ kiếm lợi. Butler đương nhiên không hiểu được, nhưng dựa vào trí nhớ của mình, ông ta sẽ tìm một người Đông phương để hỏi. Butler bày ra vẻ mặt u ám, không biết Giang Hải muốn gì, nói nhiều thì khổ, nói ít thì không được. Theo thông tin họ có được, người thanh niên này là đế vương của phương Đông. Tính cách rất kỳ lạ, tâm trạng thì thất thường.
Đương nhiên, Giang Hải không phải là loại người như ông ta nghĩ, đây chỉ là sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây thôi. Lúc Butler còn đang suy nghĩ miên man, thì Giang Hải cười, Butler, chuyện này tôi cũng không vội, ông cứ nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết. Điều này đồng nghĩa với việc anh đang muốn tiễn khách, càng gần thời gian hành động thì gia tộc Gandhi càng lo lắng, đến lúc đó, Giang Hải yêu cầu gì họ nhất định cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa còn phải xin Giang Hải đồng ý. Tiễn Butler ra ngoài, Giang Hải nhìn ly rượu trên bàn. Butler chỉ lịch sự cầm nó lên, mà không hề nếm thử. Vẫn nói người phương Đông bình tĩnh, nhưng theo tôi thấy ông già kia còn thâm trầm hơn. Thất hồn khoanh chân ngồi, tự điều hòa thân thể, chậm rãi mở miệng nói, ông ta sợ anh bỏ thuốc. Hai người mỉm cười. Thất hồn lại nói, ông ta nhầm rồi, anh là đế vương, thèm gì cái cơ thể già của ông ta chứ? Giang Hải ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Thất hồn này, càng ngày càng thoải mái, nói đùa cũng nhiều hơn. Tính cách của một người sẽ thay đổi theo thời gian. Hoặc có thể, vì một biến cố lớn thay đổi cả cuộc đời. Thất hồn chính là như vậy, trơ mắt nhìn người con gái mình yêu chết ngay trước mặt mình, khiến cho lòng của cậu ấy đã chết. Khi Mạnh Linh xuất hiện, đã giúp tất cả mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn. Khi nào thì kết hôn? Giang Hải lãnh đạm hỏi, ngồi về chỗ, tiếp tục nghiên cứu thông tin của Linh Ngụy Hội. Tôi chưa nghĩ tới, thất hồn nhẹ giọng nói. Giang Hải nhìn sang, suy nghĩ một chút, ra vậy. Quyết định năm sau đi. Đế vương không phải là một tổ chức hoạt động suốt đời. Mọi người đều sẽ rời đi, trừ khi họ tự nguyện ở lại. Mà thất hồn sau Tết đã lựa chọn ở lại. Tôi đã từng nói, cả đời này cũng không rời khỏi đế vương. Giang Hải rũ mi xuống, nỗi đau trong lòng thất hồn vẫn còn đó. Anh ta cũng không vì Mạnh Linh mà quên đi người con gái ấy. Nói cách khác, Mạnh Linh chỉ là người thay thế mà thôi. Có một số việc. Không phải là tại cậu. Giang Hải mỉm cười, đừng quên, anh là đế vương. Thất hồn ngẩng đầu, trong chớp mắt quay sang một bên, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng. Tiếng đập cửa lại vang lên. Đoán xem lần này là ai? Thất hồn không nói gì, đứng dậy mở cửa. Một ông già đội một cái mũ giả cao ngất, mặc áo bành tô, tay cầm một chiếc gậy rất tinh xảo. Đây là một người đàn ông trung niên đẹp trai. Người cai trị thực sự của gia tộc Hardy, Philip. Một người đàn ông sống sau ánh sáng nhưng lại có quyền lực trên toàn thế giới. Có thể nói, chỉ một câu nói của ông ta, có thể làm chao đảo cả Europa. Ồ, hóa ra là ông Philip. Giang Hải đã đứng ở cạnh cửa, mặt nở nụ cười. Anh Giang, rất vinh dự khi được gặp anh. Philip rất lịch sự chào hỏi, đợi khi Giang Hải làm động tác mời vào, ông ta mới đi vào phòng. Giang Hải không muốn nói nhảm nữa, thức khuya cũng chẳng phải là một thói quen tốt. Quan trọng hơn là, chuyến thăm này của Philip rất có thể khiến cho Giang Hải không gặp được những người khác. Giang Hải đi thẳng vào vấn đề, tỏ vẻ nghi ngờ, ông Philip, tôi không ngờ ông lại tới tìm tôi cũng rất vinh dự. Nhưng tôi không biết ông cần tôi giúp việc gì. Thấy Giang Hải thẳng thắn như vậy, Philip đương nhiên có chút không thoải mái, ông ta hơi giật mình, sau đó mới nói ra mục đích của mình. Anh Giang, gia tộc Hardy hy vọng, nhờ anh mà vào được thần miếu một lần. Hóa ra, gia tộc Hardy không hề có hứng thú gì với Canon. Điều này cũng không có gì lạ cả, đối với một gia tộc từ đầu đến cuối đều đứng trên đỉnh của kim tự tháp, thì họ đương nhiên cũng chẳng thèm quan tâm đến vùng đất lập thí. Nhưng Giang Hải hơi nghi ngờ, gia tộc Hardy muốn gì ở thần miếu. Chuyện này, Giang Hải trầm ngâm một lúc. Rất xin lỗi, nhưng việc này tôi không giúp ông được. Anh dứt khoát từ chối. Bởi vì Giang Hải cũng không biết làm thế nào để đưa họ vào, hơn nữa trong việc này anh cũng không có quyền gì cả. Giang Hải có thể đi vào thần miếu, vì lúc đó đã thỏa thuận với tòa thánh. Nếu biết số người có thể vào thần miếu có thể đổi được nhiều lợi ích như vậy, thì lúc đó anh đã đòi nhiều hơn rồi. Philip chậm rãi nói, vậy thì, chúng tôi có thể nhờ anh Giang tìm hộ chúng tôi một câu trả lời ở trong thần miếu được không? Giang Hải khẽ nhíu mày. Cây trả lời gì? Chẳng lẽ một gia tộc giàu có bậc nhất như gia tộc của ông Philip, cũng không điều tra được chuyện đó sao? Nếu anh Giang có thể giúp chúng tôi tìm được đáp án, thì gia tộc Hardy chúng tôi sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Giang Hải cau mày, lợi ích càng nhiều, rủi ro càng lớn, chẳng ai là ngây thơ cả. Giang Hải làm ra một động tác mời. Philip mỉm cười hài lòng, tay lấy ra một tờ giấy, anh Giang, đây là câu trả lời mà chúng tôi muốn biết.
chúng tôi muốn biết liệu thứ này có ở trong thần miếu hay không. Giang Hải hờ hững liếc nhìn, vẻ mặt lãnh đạm. Thế nhưng, trong lòng anh lại nổi lên sóng gió, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Kiến Thiên cách đó không xa cũng nhìn thấy, đột nhiên đi lên hai bước. Không khí như đông lại, Giang Hải sửng sốt tầm 10 giây. Thứ này chắc là đồ của Phương Đông, đúng không? Trên mảnh giấy đó, có những đường cong cực kỳ đơn giản, phát thảo một cái đỉnh rất lớn. Đỉnh Sơn Hải, Philip cười lắc đầu, tôi đã kiểm tra, tuy thứ này rất giống đỉnh Sơn Hải nhưng mà không phải. Giang Hải vừa nhìn đã biết ngay, cái đỉnh này chính là cái đã biến mất ở núi Chu. Thực ra Giang Hải cố ý nói thành vật gì đó của Phương Đông, cũng là để che giấu sự ngạc nhiên của mình. Tôi thấy nó chính là đỉnh Sơn Hải đã bị mất của Phương Đông. Chẳng lẽ thứ này đang ở trong thần miếu? Philip đặt tờ giấy lên bàn, chỉ cần anh Giang có thể tìm được thứ này, thì anh có thể ra điều kiện với gia tộc Hát đi. Giang Hải nhìn chằm chằm vào Philip, dựa vào cách cư xử của đối phương để đoán, ông ta không biết được mối quan hệ của Giang Hải với chiếc đỉnh này. Có vẻ như Philip cũng không biết được công dụng của chiếc đỉnh này. Nhưng Giang Hải thì khác, mặc dù anh cũng không biết công dụng cụ thể của chiếc đỉnh này, nhưng sau khi anh đọc cuốn sách cổ trong thập thánh cảnh, anh đã nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng. Có lẽ, chiếc đỉnh này thực sự liên quan đến những điều kỳ lạ. Nguồn gốc của nền văn minh. Nếu những thứ viết trong cuốn sách cổ đó đúng như Giang Hải nghĩ, thì nguồn gốc của mọi nền văn minh đều liên quan đến chiếc đỉnh này. Và, nguồn gốc của đế vương, có thể chính là từ chiếc đỉnh này. Anh Giang. Sau một lúc lâu không có câu trả lời, Philip nhìn Giang Hải một cách kỳ quái. Giang Hải hoàn hồn, lúng túng cười, tôi thực sự cho rằng thứ này toát lên màu sắc của nghệ thuật Phương Đông. Ngay lập tức, Giang Hải nói, ông Philip, tôi hiểu yêu cầu của ông, nhưng điều kiện của ông. Nếu tôi không tìm được thứ này, tổn công vô ích tìm thì sao? Tên Philip này rất khôn ngoan, Giang Hải gần như chắc chắn rằng chiếc đỉnh sẽ không có ở trong thần miếu. Trừ khi, trên thế giới này có hai chiếc đỉnh. Cho dù trong thần miếu có thứ này, Giang Hải có nói thật hay không cũng phải tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Giang Hải cũng không muốn vào thần miếu lãng phí thời gian để làm những chuyện này, mà còn chưa biết có được lợi gì hay không, trừ khi Giang Hải là một tên ngốc. Anh Giang muốn gì? Philip hỏi. Giang Hải nói, còn phải xem cái giá mà gia tộc Hát đi đưa ra có thể khiến tôi động lòng hay không đã. Vẫn như trước, Giang Hải không muốn đồng ý ngay lập tức, mà muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Tiễn Philip đi, Giang Hải hơi lảo đảo, nhíu chặt lông mày. Chuyện này sao lại thế? Chẳng lẽ nền văn minh của thế giới thật sự là do các thần linh tạo ra sao? Người ta vẫn nói, tận cùng của khoa học là thần học, nhưng từ trước tới giờ Giang Hải vẫn chỉ coi đây là chuyện đùa. Lúc này, tự nhiên Giang Hải cảm thấy chuyện này rất có thể là thật. Thất hồn trầm giọng nói, đế vương, đỉnh Sơn Hải rốt cuộc là 9 cái đỉnh, hay là một cái? Chắc là một, Giang Hải nói nhỏ, một chiếc đỉnh phía trên có khắc hình sông núi của Cửu Châu. Đỉnh Cửu Châu đã biến mất hơn 2.000 năm nay rồi. Thất hồn nói, cho dù đỉnh Sơn Hải có xuất hiện ở trong thần miếu vào thời điểm này, cũng không có gì là lạ cả. Giang Hải không nghĩ nhiều về nó, vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh nhướng mày, ngay lập tức mỉm cười. Tôi đoán, năm thế lực lớn của Linh Ngụy Hội đều đã tới rồi, ba bên còn lại chắc cũng đang ở bên ngoài chờ gặp tôi đây. Người tiếp theo sẽ là ai? Thất hồn nhìn về phía cửa phòng. Giang Hải quay đầu, nhìn thất hồn cười. Giày cao gót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 330.